chàng rể kỳ quái, Giang Hải. chương 231 Doãn Thư thốt ra tiếng gầm giận dữ, vung tay đánh tới mặt Giang Hải. Nhưng, Giang Hải lại vung chân đạp về phía thân dưới của Doãn Thư. À, một tiếng hét thảm, chói tai làm đau màng nhĩ vang lên. Hai, cái chuông, còn sót lại cũng bị Giang Hải đá phế. Cho đằng ấy nhanh gọn này, như vậy mày càng nhanh trở thành một người đàn bà trà trà tay lau lên quần áo, Giang Hải bĩu môi, nam không ra nam, nữ không ra nữ, nhìn buồn nôn quá. Doãn thư, ngã sóng xoài dưới đất, thống khổ kêu rên. Người lan ra cũng đứng ngẩn ra. Đây cũng là lần đầu tiên họ nhìn thấy cấu tạo bộ phận ấy của một người nam không ra nam, nữ không ra nữ. Rõ ràng nhìn ngoại hình là phụ nữ, còn rất là xinh đẹp, ai biết, bên trong còn cất giấu của quý của đàn ông. Xử lý người này đi. Nói xong, Giang Hải xoay người rời đi. Anh đang lo lắng cho Cố Uyển Như. Giang Hải vừa rời đi, Doãn Thư đang ngã sóng xoài dưới đất đột nhiên nhảy dựng lên, chạy trối chết. Lan Kiều kinh hô một tiếng. Ngay cả Giang Hải cũng không ngờ, cái chỗ đó của gã này không phải là chỗ yếu ớt nhất, bởi vì mấu chốt chính là trứng cũng không còn. Bên trong tập đoàn Uyển Như, Cố Uyển Như đang bận rộn với công việc, hồi tưởng lại cô gái mới vừa gặp kia lắc đầu một cái audio điện tử võ tấn bền cô gái kia thật sự có quen biết giang hải sao thật đáng thương đầu óc có vấn đề cố uyển như đang suy nghĩ quỹ từ thiện của tập đoàn uyển như có nên đặc biệt thành lập thêm một mảng nữa cứu trợ những người mắc bệnh tâm thần như vậy không cô nói ai đáng thương đột nhiên trong phòng làm việc xuất hiện một âm thanh lạnh lẽo lộ ra sát ý lạnh như băng chỉ là đồ chơi của người đàn ông cô có tư cách thấy người khác đáng thương sao cố uyển như giật thót chợt quay đầu lại đồng tử đột nhiên co rút lại chính là cô gái tâm thần có vấn đề mới vừa gặp lúc trước cô ta tại sao đột nhiên lại xuất hiện ở trong phòng làm việc của mình hơn nữa còn mặc đồng phục nhân viên của tập đoàn uyển như cô cô tại sao cô lại ở chỗ này cố uyển như luống cuống hoảng hốt đến tái mặt cô thấy trên tay doãn thư là một con dao sáng loáng người điên này là tới để giết cô sao trên mặt doãn thư thoáng hiện ra một tia châm biếm và hài hước cổ tay xoay ngược lại nghịch nghịch con dao đáng thương cô lại còn thấy người khác đáng thương ha ha nào ngờ tôi đến là vì thương hại cô để cho cô không phải tiếp tục sống ở trên đời này mà chịu khổ nữa yên tâm gã đàn ông của cô rất nhanh sẽ đi xuống đấy cùng với cô thôi hơn nữa ta sẽ không để cho cô chết ngay bây giờ cô sẽ được từ từ hưởng thụ khoảng thời gian sau cùng này từng bước từng bước doãn thư tiến về phía cố uyển như cô ta đang hưởng thụ cảm giác này bởi vì cố uyển như đã bị dọa đến sắc mặt trắng như tờ giấy dáng vẻ sợ hãi này lại có thể khiến cho cô cảm thấy thỏa mãn cô cô đừng tới đây cố uyển như luống cuống một tiếng thét chói tai tay chân luống cuống nắm lấy tập tài liệu chắn ở trước người mà doãn thư nhẹ nhàng nhảy một cái nhảy lên trên mặt bàn ánh mắt khinh miệt nhìn xuống cố uyển như bên dưới cố uyển như luống cuống ném tập tài liệu nắm trong tay về phía doãn thư nhắm mắt bất kể nắm được cái gì đều tiện tay ném về phía doãn thư đi cô đi đi mau đi 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 mau đi doãn thư không vội ra tay cảm thấy hứng thú khi nhìn cố uyển như đang điên cuồng càng phản kháng càng hốt hoảng càng sợ hãi cũng càng khiến cô ta thấy sảng khoái. Tiếp sau, nên làm một người phụ nữ mạnh mẽ giống như tôi vậy." Doãn Thư nâng cánh tay lên, cười gằn, vung đến trước mặt Cố Uyển Như. Giờ phút này, khuôn mặt cô ta giữ tợn đáng sợ, giống như tu la ở địa ngục, điên cuồng cực đoan. Cố Uyển Như ôm đầu, hét lên, ngồi xổm xuống. Đầu óc trống rỗng, thoáng hiện ra bóng dáng một người, là Giang Hải. Nhưng lúc này, Giang Hải lại không ở bên mình. Ngay tại lúc con dao sắc vung đến chỗ Cố Uyển Như, một thanh kiếm cũng tức thời vung tới. Keng, một tiếng giòn giã vang lên, con dao lệch phương hướng, mà tay Doãn Thư cũng bị chấn cho tê dại. Doãn Thư kinh hãi, cực nhanh lui về phía sau. Cô ta là một cổ võ, ở thành phố Giang Tư là một tồn tại vô địch. Tại sao lại có người có thể tiếp được một chiêu của cô ta? Mấu chốt nhất là, một người lặng lẽ xuất hiện, mà cô ta lại không cảm ứng được chút nào cái này không thể nào tuyệt đối không thể nào trừ phi người này là không khí hay là biết thuấn di cố tổng cô đi ra trước đi một bóng người cao mất đứng ở trước mặt cố uyển như ngăn doãn thư lại chắn trước người cố uyển như cô ta cô ta là người điên cố uyển như bị dọa sợ hãi cô không biết tại sao người đàn bà này muốn giết cô anh là ai doãn thư hơi nheo mắt lại cảnh giác nhìn thất hồn tôi là ai không quan trọng thần sắc thất hồn hờ hứng, hoàn toàn không coi doãn thư ra gì. Cô, có cơ hội nhìn thấy kiếm của tôi, lúc đi gặp Diêm Vương, cũng đủ để cảm thấy tự hào rồi. Kiếm của thất hồn, đến tận bây giờ, chỉ có người trước khi chết mới vội vã liếc nhìn được một cái. Thậm chí, có người, đến chết cũng không thấy được gì, không biết kiếm của thất hồn trông như thế nào. Doãn thư cao mày, nghiêng đầu nhìn, thanh kiếm kia đang ghim ở trên tường, mỏng như cánh ve, lúc này vẫn đang còn hơi rung rung anh cảm thấy anh là đối thủ của tôi sao doãn thư hừ lạnh con mắt chuyển liên hồi cô ta đang suy nghĩ xem có thể thoát thân từ chỗ nào có thể tránh khỏi cảm giác của mình xuất hiện không tiếng động cô ta tuyệt đối không phải đối thủ thất hồn đứng chắp tay thấp nghi rũ mắt ánh mắt lạnh lùng lại không có ý nóng lòng ra tay kế điệu hổ ly sơn rất hay ngay cả anh giang cũng bị cô lừa một chiêu này của doãn thư rất khó đoán được cho dù đoán được cũng đã muộn rồi, Doãn Thư đã đủ thời gian để ra tay. Lúc chặn xe, Doãn Thư đã muốn giải quyết Giang Hải rồi, có chút đáng tiếc là Giang Hải lại không ở trên xe. Lúc ấy, Doãn Thư đã muốn ra tay, có điều, nếu như khi đó giết chết Cố Uyển như ngày, thì muốn lấy được tập đoàn Uyển Như, còn phải phí thêm một chút sức lực. Cô ta nhất định phải khiến cho Giang Hải đi vào khuôn khổ, ngoan ngoãn nghe lời, sau khi lấy được tập đoàn Uyển Như thì sẽ giết chết từng người từng người một đưa đôi uyên ương này xuống địa ngục. Nếu như Giang Hải đi đến Lan Gia, việc bắt cố uyển như sẽ dễ như trở bàn tay. Nếu như Giang Hải không đi tới Lan Gia, như vậy, ép buộc Lan Gia ký bản hợp đồng kia, một phần cổ phần của tập đoàn uyển như cũng sẽ ở trong tay. Nếu như, lại ép thêm nhà họ ngô ở thành phố Giang Tư ký tên, như vậy, tập đoàn uyển như sẽ bị nhà họ doãn lấy được một nửa. Doãn bằng cái đầu ngu như heo, đường tắt như vậy cũng không nhìn ra lại muốn dùng mị lực của mình tán tỉnh Cố Uyển Như. Rời khỏi nhà họ Doãn, còn chẳng bằng cái giám của người ta, tưởng mình là Phan An tái thế chắc. Nếu như nhà họ Doãn để cho thứ người như vậy kế thừa, thì sẽ cách cảnh cửa nát nhà tan không xa nữa. Vuốt ve con dao trong tay, Doãn thư khẽ mỉm cười, tại sao không ra tay? Thất hồn đứng ở đó, giống như pho tượng, không có chút sơ hở nào. Doãn thư nhìn chăm chú Thất hồn, trừ ánh mắt có thể nhìn thấy không cảm nhận được bất kỳ hơi thở nào của thất hồn. Thu hết hơi thở vào bên trong sao? Đây chính là điều mà cao thủ cổ võ giả mới có thể làm được, mà một tồn tại đỉnh cấp như vậy, số người ở Đông Phương này chỉ có thể đếm ở trên đầu ngón tay. Thất hồn chẳng qua chỉ là một thanh niên, làm sao có thể có thành tựu cổ võ giả thâm hậu như vậy? Tim đập bịch bịch, không biết nông sâu, doãn thư nào dám tùy tiện ra tay. Nhưng, thất hồn lại đang chặn lại đường đi của cô ta muốn đi lại không đi được. Cô ta biết rõ đạo lý, chậm thì sẽ sinh biến, giờ phút này, trong lòng cô ta đã nóng như lửa đốt. Thành phố Giang Tư, vậy mà cũng có cổ võ giả, mà người trước mắt này, chẳng qua chỉ là người bên cạnh Giang Hải thôi. Nói như vậy, Giang Hải chắc cũng là một cổ võ giả. Đông Phương Thần Châu, từ lúc nào mà cổ võ giả mọc lên ở khắp nơi vậy? Một cái thành phố Giang Tư nho nhỏ, lại xuất hiện hai người rồi. Giết cô, không phải là việc của tôi, có người sẽ đích thân tới đây xử lý cô. Người mà thất hồn nói tới, dĩ nhiên là Giang Hải. Giờ phút này, Giang Hải đang trên đường chạy về tập đoàn Uyển Như. Anh lái xe thật nhanh, nhanh như điện chớp. Trên đường, nghe được tiếng nước nở của cố Uyển Như trong điện thoại, trong lòng nhất thời thở phào một tiếng. Giang Hải chạy tới tập đoàn Uyển Như. Xe mới vừa dừng lại, Giang Hải đã thấy cố Uyển Như đang ôm hai vai, trên mặt đều là nước mắt chạy nhào tới. Ôm trầm lấy cố uyển như, Giang Hải vỗ vỗ lưng cô an ủi. Dùng mắt ra hiệu với một nhân viên, bảo anh ta đến trấn an cố uyển như. Giang Hải thì chậm rãi đẩy cô ra, bước đi về phía thang máy. Ông xã, cố uyển như gọi Giang Hải lại. Không sao, yên tâm, anh sẽ xử lý ổn thỏa. Giang Hải an ủi cô. Đúng là, ở trước mặt Giang Hải, loại chuyện như thế này đều là chuyện nhỏ. Ông xã, người đàn bà này là người nhà họ Doãn ở danh quận. Anh biết. Em mới vừa nhận được mấy cuộc điện thoại, ánh mắt Cố Uyển như lạc đi, nếu như không nghe điện thoại, lúc này cô còn không biết thân phận của Doãn thư. Chuyện làm ăn của chúng ta bên thành phố Giang Thanh đang bị người khác nhúng tay vào. Còn nữa, những người hợp tác với chúng ta ở thành phố Giang Tư và những khu vực khác đang bị bọn người không rõ tung tích khống chế. Có người uy hiếp nói nếu cô gái này mất một sợi lông, bọn họ sẽ giết chết một người. Đối với những người này, Giang Hải không có quá nhiều lòng thương hại. Trên đời này, chỉ có người tốt mới bị đạo đức ràng buộc. Giang Hải là người bước ra từ thế giới hắc ám, làm gì có cái gì gọi là đạo đức. Sống chết của những đối tác kia cũng không liên quan gì đến Giang Hải. Giang Hải chỉ cần khống chế được Doãn Thư, vậy thì người của cô ta sẽ không dám có hành động gì thiếu suy nghĩ. Ngược lại, nếu như để mặc cho doãn thư rời đi hậu quả sẽ không lường được hôm nay nếu bị ràng buộc lại với những người hợp tác kia chẳng lẽ ngày mai bọn họ không thể lại trói một lần nữa nếu như thỏa hiệp bọn họ sẽ trở thành điểm yếu của tập đoàn uyển như để người khác khống chế nhưng giang hải nhìn nét mặt căng thẳng của cố uyển như khẽ mỉm cười anh biết rồi những đối tác của chúng ta sẽ không có việc gì giang hải biết nếu như những đối tác kia xảy ra vấn đề gì chỉ vì mâu thuẫn của tập đoàn Uyển Như với nhà họ Doãn, Cố Uyển Như sẽ tự trách mình cả đời. Tạm thời bỏ qua cho Doãn thư, dỗ dành cô vợ ngốc nghếch này một lát. Có điều, không đơn giản như vậy. Tội chết có thể tha, nhưng tội sống khó thoát. Doãn thư thích giày xéo người khác, thích trà đạp tôn nghiêm của đàn ông. Mà Giang Hải thích nhất là giày vò tâm trí họ. Người ta càng quan tâm đến cái gì, anh lại lại càng khiến họ mất đi cái đó lên lầu, đi vào phòng làm việc của Cố Uyển Như, xoay người, chậm rãi đóng cửa lại. Bên trong văn phòng, thất hồn vẫn đứng chắp tay như cũ. Khóe môi doãn thư dính một vết máu, trên mặt đầy vẻ sợ hãi. Đối mặt với thất hồn, cô ta không có sức đánh trả chút nào. Với cô ta mà nói, đã có chút thành tựu của cổ võ giả. Nhưng thất hồn quá mạnh. Lòng đã nguội lạnh, cô ta biết, hôm nay sợ là phải chết tại đây thấy Giang Hải bước vào, Doãn Thư khẽ dương mí mắt, đã không còn chút sát ý nào. Thất hồn, chẳng qua chỉ là một người dưới của Giang Hải đã có như thực lực như thế này. Như vậy, Giang Hải sẽ thế nào chứ? Kinh khủng như vậy, cô ta đã không còn bất kỳ lòng phản kháng nào nữa, thậm chí chỉ mong là được chết một cách nhanh chóng. Đúng rồi, là con gái thật này. Giang Hải cười nhạt tiến lên, nhìn Doãn Thư. Có giỏi thì giết tôi đi, nếu không, tôi xem thường anh. Doãn thư cắn răng, mặt mũi nhăn nhó, cuồng loạn. Chỉ cần tôi chết, những người hợp tác với tập đoàn Uyển Như, tất cả đều phải chết. Tới đây, tới giết tôi đi, để cho bọn họ được chôn theo tôi. Chương 232. Doãn thư là một người cao ngạo, cho dù là lúc này, vẫn giữ nguyên bản tính như cũ. Lau sạch vết máu ở khóe miệng, rất nghiêm túc, tuyệt không cho phép có chút bi thương nào xuất hiện trên khuôn mặt. Cho dù thời khắc này mạng của cô ta không biết lúc nào sẽ bị người ta lấy đi. Doãn thư điên cuồng cười lớn, cô ta tuyệt đối sẽ không cúi đầu trước một người đàn ông. Giang Hải lặng lặng nhìn cô ta, khóe miệng chậm rãi nhếch lên. Cô có biết, Doãn bằng chết như thế nào không? Giang Hải đột nhiên hỏi. Sao Doãn thư lại không biết chứ, nhưng trên mặt cô ta lập tức xuất hiện sợ hãi. Cô ta không sợ chết, mà là sợ bị người ta làm nhục, nhất là lại bị gã đàn ông đi ở rể này làm nhục. Cái này, so với bị hành hạ trên thân thể càng làm cho cô ta khó mà chấp nhận. "Anh, anh muốn làm cái gì?" Âm thanh Doãn Thư run rẩy, cô ta dường như nghĩ ra Giang Hải sẽ hành hạ mình như thế nào. Bất kể là đánh hay là giết, Doãn Thư đều không sợ. Nhưng, cô ta sợ, sợ Giang Hải dùng biện pháp đã đối phó với Doãn bằng để khiến cô ta sống không bằng chết. Giang Hải nhếch miệng cười một tiếng, có vẻ như cô đã nghĩ ra rồi. Không biết cô cả nhà họ Doãn có hài lòng đối với cách chết này không? Không không không, tôi không thể để cho cô chết, tôi muốn cho cô cứ tiếp tục vui vẻ như vậy. Không biết, cho cô dùng cùng một cách như Doãn bằng, có ý kiến gì không? Giang Hải lấy mấy viên màu trắng từ trong túi ra, mở ra cho Doãn Thư nhìn. Cô chỉ cần ăn một viên, trong vòng 4 năm giờ, chỉ muốn loại chuyện đó thôi, ngoài ra quên hết mọi phiền não. Tôi cảm thấy cô doãn hẳn là sẽ muốn kích thích hơn một chút tôi cho cô hai viên cô thấy như thế nào cô sẽ quỳ xuống cầu xin tôi cầu xin tôi dắt mấy con chó được cường tráng tới cho cô hoặc là ném cô vào trong đám ăn mày để cho bọn họ cho cô được làm một con chó cái doãn thư trợn to cặp mắt đồng tử bỗng nhiên co rút lại trên mặt hiện đầy vẻ kinh hãi vô cùng sợ hãi một khi bị cho uống loại thuốc kia cô ta sẽ không còn ý thức của chính mình giống như cái xác biết đi trong lòng chỉ nghĩ đến nhục dục giang hải dày vò tâm trí anh muốn khiến cho doãn thư bị một ngàn người một vạn người cưỡi lên đến khi nát bấy thậm chí sẽ để cho một bầy chó làm nhục cô ta không ngừng không nghỉ không anh không thể làm như vậy doãn thư luống cuống cả người không ngừng run rẩy thời khắc này cô ta giống như một cô gái yếu đuối của nhà hàng xóm không có chút nào phong thái cao ngạo của một cổ võ giả cô cho là cô là đối thủ của tôi sao giang hải cười nhạt cô cho là cô bây giờ còn có tư cách nói điều kiện với tôi sao ngay cả chết cô cũng không chết được giang hải từ đầu đến cuối đều chú ý nhất cử nhất động của doãn thư chỉ cần cô ta có ý định tự sát anh sẽ lập tức ra tay đánh cô ta ngất xỉu anh là gã điên anh không phải là người doãn thư hoàn toàn điên cuồng cắn răng nghiến lợi mặt mũi dữ tợn ngay tức khắc Cô ta nhảy lên một cái, thân thể nhỏ bé bộc phát ra lực lượng khiến người ta kinh ngạc. Một đấm hướng thẳng mặt Giang Hải, mà Giang Hải vẫn lẳng lặng đứng thở ơ như cũ. Tựa như đang đợi, chờ một đấm này đánh vào mặt mình. Giang Hải bất động, trong lòng Doãn Thư lại chấn động. Giang Hải không phải là không tránh né, mà là một đấm này của cô ta không có bất kỳ lực uy hiếp nào đối với Giang Hải. Ngay lúc nắm đấm sắp trúng vào mặt Giang Hải, Giang Hải đột nhiên khẽ động, bước xéo một bước sang một bên, một bàn tay đã nắm chặt lấy cổ tay của Doãn Thư. Động tác quá nhanh, Doãn Thư chỉ thấy được tàn ảnh. "Anh, cô ta muốn nói, Giang Hải làm sao có thể có thực lực mạnh như vậy?" Doãn Thư cũng là một cổ võ giả. Cổ võ giả mới hơn 20 tuổi, coi như toàn bộ Đông Phương Thần Châu cũng không tìm ra được mấy người. Doãn Thư ngày đêm tu luyện mới đạt được đến cảnh giới như ngày hôm nay mà giang hải lại dễ như trở bàn tay tránh thoát một chiêu của cô ta thậm chí còn nghĩ ra cách khắc chế cô ta doãn thư vốn định thừa dịp một chiêu còn chưa đánh xong cầm lấy cây bút đang nằm ở bên cạnh chỉ cần lấy được cây bút này có thể xuyên thấu ngực mình cơn ác mộng của cô ta cũng theo đó kết thúc nhưng giang hải không cho cô bất kỳ cơ hội nào tôi nói rồi muốn chết cô cũng không làm được thất hồn tìm đến một đoạn dây thừng nhanh chóng quàng lên hai vai của Doãn Thư, rồi sau đó trói cô lại. Cô Doãn, đi thôi, tìm một cái giường lớn êm ái, tôi sẽ dùng tốc độ nhanh nhất, đưa tới một đám bạn tình cho cô. Nói xong, Giang Hải nhét một viên thuốc màu trắng vào trong miệng Doãn Thư. Một vị bạc hà nhàn nhạt, nhạt nhanh chóng đi qua thực quản. Vị bạc hà, tôi đoán mấy con chó được kia nhất định sẽ thích. Quẹ, quẹ. Doãn thư muốn phun ra, nhưng Giang Hải lại không chút nào thương hương tiếc ngọc, nắm lấy tóc Doãn Thư, kéo đầu cô ngửa ra sau. Vô dụng thôi, loại thuốc này, phải một tiếng sau mới phát huy tác dụng cơ. Vẫn còn sớm, cứ từ từ tiêu hóa đi. Liếc nhìn thất hồn một cái, ngay sau đó thất hồn tiến lên, kéo Doãn Thư đi ra ngoài. Giang Hải, đừng, anh giết tôi đi, cầu xin anh, giết tôi đi. Đi ra đến cửa phòng làm việc, còn làm ra cái điệu bộ biểu thị lát nữa thôi cô sẽ cùng với mấy con chó ngao khỏe mạnh, trải qua một đoạn thời gian vui vẻ. Doãn thư hoàn toàn luống cuống, sắc mặt tái nhợt, trong ánh mắt phủ đầy sợ hãi. Nước mắt đã rơi xuống, phát ra thanh âm nức nở. Bất kể là mạnh mẽ đến giường nào, từ trong xương cốt, trên phương diện cấu tạo thân thể, cô ta vẫn là một người phụ nữ. Giang Hải, nắm được điểm yếu của Doãn Thư, quan sát tỉ mỉ. Người đàn bà này, cho dù là khí chất hay là ngoại hình, cũng là diện nổi bật trong hàng nghìn người, chẳng qua thật đáng tiếc, trong lòng lại cực đoan biến thái. Muốn chết, nói dễ thì cũng dễ, lúc nào tôi chơi chán, lúc đó cô mới có thể chết. Hừ lạnh một tiếng, nói với thất hồn, đưa cô ta đến khách sạn, tìm một căn phòng tĩnh lặng. Cô doãn tính hay thẹn thùng, nếu không cô ấy sẽ chơi không tận hứng. Giang Hải, anh không phải là người. Doãn thư cuồng loạn gào thét, nhào tới như chó điên muốn cắn Giang Hải. Mặt Giang Hải nghiêm lại, hư lạnh nói, xem ra, cô là không tình nguyện. Tôi cũng không có hứng thú ép người khác làm chuyện mà người ta không thích. Nói một chút nghe coi, cô có thể cho tôi cái gì, để tôi không làm nhục cô. Cô có thể cho tôi cái gì, để tôi tha cho cô một con đường sống. Anh đưa tôi đến thành phố Giang Thanh, những người hợp tác với tập đoàn Uyển Như sẽ không sao. Giọng doãn thư mang theo vẻ khẩn cầu. Cao ngạo, tôn nghiêm của cô ta lại bị Giang Hải mài xuống đất. Nhưng, giờ phút này, cô ta không cúi đầu không được, nếu không vâng lời, hậu quả ắt sẽ khó mà dự liệu. Vốn Doãn Thư đang hoàn toàn rối loạn. Nhưng lúc Giang Hải nói ra điều kiện, thông minh như Doãn Thư nghĩ một chút lập tức hiểu, Giang Hải muốn cái gì. Nhất định là cố uyển như, cô ta quan tâm tới những người hợp tác cùng cô ta. Từ trong các loại tư liệu có thể biết được, cố uyển như là một người hiền lành cô tuyệt đối không chịu nổi, những người hợp tác với tập đoàn Uyển như phải chết vì mình. Giang Hải giả vờ suy tư, chậm rãi, gật đầu một cái. Những thứ này, chỉ có thể đổi lại cô không bị trà đạp. Muốn còn sống, còn chưa đủ. Cô dọa vợ tôi chết khiếp như vậy, chẳng lẽ chuyện này cứ như vậy rồi thôi sao? Mặt mũi doãn thư nhăn nhó, cắn môi, trong ánh mắt, đem theo hận ý nồng nặc. Họ Giang kia, anh chớ được voi đòi tiên, Rơi vào trong tay anh là do tôi xui xẻo. Nhưng nếu anh muốn lấy được nhiều hơn, nằm mơ đi. Chỉ cần tôi chết, ít nhất có trên trăm người phải chôn theo. Còn nữa, nhà họ Doãn ở danh quận, ắt sẽ quyết không chết không thôi với anh. Uy hiếp của nhà họ Doãn, Giang Hải không thèm để ý. Giờ phút này, thật đúng là có chút bận tâm, người đàn bà điên này lại muốn ngọc ngói cùng vỡ, lưới rách cá chết. Nhìn chằm chằm Doãn thư, Giang Hải hơi nheo mắt lại người đàn bà này quyết không thể lưu lại nhưng giết chết cô ta cũng không phải lúc này làm người âm hiểm thủ đoạn cay độc tâm cơ thâm trầm cái cô doãn thư này so với doãn bằng thì lợi hại hơn quá nhiều cũng khó trách một cô gái trẻ tuổi như vậy danh tiếng còn lớn hơn chủ của nhà họ doãn mấy phần nếu như nhà họ doãn để cho cô ta quản lý thực lực sẽ cao hơn một bậc không chỉ có như vậy doãn thư còn là một cổ võ giả một điểm này cũng đủ khiến cho giang hải rất bất ngờ đông phương thần châu cổ võ giả luôn luôn có thứ tự truyền thừa cổ võ tâm pháp cũng đều nằm trong tay những đại gia tộc lúc này nhà họ doãn ắt sẽ như mặt trời ban trưa cũng có thể sẽ trở thành cổ võ thế gia duy nhất của danh quận thậm chí còn ở toàn bộ đông quận thù hôm nay đối với tương lai của tập đoàn uyển như mà nói là một phiền phức lớn có điều giang hải cũng không có gì để hối hận nếu như Doãn Thư tìm chết, giết đi là được, chẳng qua chỉ như là bóp chết một con kiến vậy. Muốn trở thành cổ võ thế gia, cũng không phải là chuyện dễ dàng. Thất hồn, cậu tiến cô ta đi một chuyến đi. Giang Hải dặn dò nói. Chói Doãn Thư kéo ra cửa, cố huyền như ở xa xa nhìn thấy. dáng vẻ cầm dao của Doãn Thư thật đáng sợ, đứng ở xa, cô vẫn còn thấy sợ hãi lui về phía sau mấy bước. Doãn thư tự nhiên cũng nhìn thấy Cố Uyển Như, trên mặt lại cười gần. Người phụ nữ này rất hiền lành, có thể lợi dụng một chút. Trong thế giới mạnh được yếu thua này, hiền lành cũng là hỏa, cũng có hại. Doãn thư lảo đảo, bước đến gần Cố Uyển Như. Nếu như tôi chết, cô nên biết, những người hợp tác với tập đoàn Uyển Như, thậm chí bạn cô, tất cả bọn họ sẽ phải chôn theo tôi. Cô tốt nhất nên nói với cái tên chồng hờ kia của cô, thả tôi quay về thất hồn nhét doãn thư vào trong một chiếc xe trước sau tổng cộng là ba chiếc lái thẳng về phía thành phố giang thanh âm thanh cố uyển như run rẩy ông xã cô ta nói vậy là có ý gì lời của người đàn bà điên mà em cũng tin sao giang hải cố làm ra vẻ ung dung anh đưa cô ta đi nơi nào thành phố giang thanh giang hải nói nơi đó có một nhà thương điên rất nổi tiếng bệnh điên của người này quỹ từ thiện của tập đoàn uyển như điều trị được Cô ta, thật sự là người điên sao? Cố Huyền như không tin, một người điên, sao lại có thể lặng yên không một tiếng động tiến vào phòng làm việc của cô? Lần đầu tiên gặp mặt đã nói muốn giết Giang Hải, xoay một cái, cô ta lại muốn giết mình. Quá đáng sợ. Trên đường đến thành phố Giang Thanh, ở trên xe, doãn thư rốt cuộc cũng ổn định được sóng trong lòng. Đồ mà Giang Hải nhét vào miệng cô ta, chẳng qua chỉ là kẹo cao su đến tận lúc này cũng không cảm nhận được bất kỳ dục niệm nào doãn thư rốt cục cũng thở phào nhẹ nhõm có điều cô ta không ngờ ngay lúc xe đi vào vào địa giới của thành phố giang thanh thất hồn lại nhét vào trong miệng cô ta ba bốn viên viên thuốc nhỏ còn mười mấy cây số nữa thì vào thành phố thất hồn lại dừng xe ở ven đường ném qua chỗ cô ta một cái điện thoại di động gọi điện thoại thả người các người còn chưa có thả tôi đi bốp thất hồn không chút do dự trở tay cho một bạt tai. Cô còn được ra điều kiện sao? Anh, bốp, mặt thất hồn vẫn lạnh tanh, chỉ cần Doãn Thư mở miệng phản kháng, sẽ bị ăn một bạt tai. Giận dữ cắn răng, Doãn Thư phải gọi điện thoại. Không bao lâu, thất hồn nhận được tin tức, người nhà họ Doãn đã thả người. Khóe miệng nở một nụ cười, thất hồn mở cửa xe. Cô Doãn, tôi chỉ tiến cô đến đây thôi ném Doãn Thư xuống xe, thất hồn quay xe trở lại thành phố Giang Tư. chương 233 Cánh tay vẫn bị trói như cũ, nhìn theo đèn xe của thất hồn khuất bóng. Không còn uy hiếp, trên mặt Doãn Thư xuất hiện vẻ đắc ý. Giang Hải, chúng ta chưa xong đâu, một ngày nào đó tôi sẽ khiến cho anh sống không bằng chết. Hơn nữa, ngày này sẽ không còn xa đâu. Lão đảo đi về phía trong nội thành. Nhưng, chưa đi được bao xa, doãn thư đã phát giác ra có gì đó không đúng trên người bắt đầu có cảm giác nóng ran chỉ giận không thể lập tức cởi hết quần áo ra hơn nữa trong lòng doãn thư cứ hiện lên những hình ảnh mây mưa không nhịn được liếm liếm đôi môi khô khốc phía trước có một ngôi làng trời đã bắt đầu tối ánh đèn đã sáng lên trong thôn truyền ra tiếng nói của đàn ông cách khá xa đang nói cái gì không rõ nhưng doãn thư nghe ra rất thân thiết những âm thanh này giống như có ma lực Doãn Thư chỉ hận người đàn ông này không ở ngay trước mặt mình, thô lỗ cởi hết quần áo của cô ta ra. Thở hồn hển, ý thức của Doãn Thư có chút mơ hồ, điên cuồng, dùng hết phần sức còn lại, chạy về phía thôn nhỏ. Cô ta, muốn ngủ nhờ, muốn mượn đàn ông ở đây để dùng. Doãn Thư đến, khiến cho thôn nhỏ nhanh chóng hiện ra một cảnh hoan lạc kinh người. Tiếng thở gấp, tiếng gào thét, tiếng cười dâm đáng, vô cùng phóng đáng, điên cuồng một đêm, hoan lạc trong thôn nhỏ, từ đây truyền đi một truyền thuyết. Sau đó, chính là điên cuồng giết hại. Họ Giang, tôi nhất định phải giết anh. Sáng sớm ngày hôm sau, Doãn Thư chính xác bị trà đạp không còn ra hình người, ánh mắt trở nên dữ tợn, trong thôn trang nhỏ, được đón nhận lễ rửa tội bằng máu, những người tối qua đã cùng Doãn Thư mây mưa, đều hồn lìa khỏi xác. Cuối cùng, Doãn Thư cười lên như điên, giống như người điên. Thành phố Giang Tư, Tần Hiên chăm chú nhìn Giang Hải. Anh Giang, tại sao không giữ cô ta lại? Thù của Giang Hải và nhà họ Doãn không thể tháo gỡ được, dù bị động cũng không sao, không bằng thấy một người giết một người. Tần Hiên quả thực có chút không hiểu, mộ phần ở núi Nam Sơn đã chuẩn bị rồi, nhiều thêm một người cũng không sao cả. Với thực lực Giang Hải, lấy mạng Doãn thư là việc dễ như trở bàn tay, cần gì phải lưu lại cái tai họa ngầm cho mình. Đừng vội. Giang Hải chậm rãi nói, thời cơ chưa tới. Giang Hải nheo cặp mắt lại, thoát khỏi thế giới hắc ám trở lại thành phố Giang Tư, Giang Hải luôn tận lực giảm thiểu sát nghiệp. Cây muốn lặng mà gió chẳng muốn ngừng, cuối cùng lại luôn có một ít người xấu thích nhảy ra chịu chết. Lần này, Giang Hải muốn dùng nhà họ Doãn ở danh quận để tế cờ. Nếu không, tỉnh Hải Đông sẽ có những con dẹp khác luôn gây ra sóng gió. Huống chi, không bao lâu nữa, tập đoàn Uyển Như sẽ phát triển kinh doanh ra ngoài tỉnh. Vùng đất cửa ngõ chính là Đông Quận. Hải Đông, Đông Nam, Tề Vân, Danh Quận, bốn vùng đất này hợp thành Đông Quận. Khu vực này chính là định hướng thị trường trong tương lai của tập đoàn Uyển Như. Một lần để làm ổn định môi trường kinh doanh, cực kỳ quan trọng. Tần Hiên yên lặng không nói. Giang Hải rừng rưng cười nhạt một tiếng, anh cũng không để bụng Tần Hiên nghĩ như thế nào. Có lẽ, giờ phút này, Tần Hiên đang suy nghĩ, Giang Hải là đang kiêng kỵ thực lực nhà họ doãn ở danh quận để lại Kim Thâu và Chu Khải, những người khác sắp xếp đi ra ngoài đi. Giang Hải chậm rãi nói, chuyện kinh doanh của tập đoàn Uyển Như, ở rất nhiều khu vực, vẫn không tránh khỏi bị thế lực ngầm quấy dày, có bọn họ ra tay, mọi nguyện mới có thể bình yên vô sự. Chu Khải đứng bên cạnh nghe vậy hơi kích động, mặt hơi đỏ lên, Giang Hải đây là muốn giữ mình lại ở bên người, trong lòng tự nhiên cảm thấy tự hào. Anh nhìn Chu Khải nói, chọn 100 người, huấn luyện thêm đội thứ ba. Cậu, làm tổng phụ trách chu khải sửng sốt một chút anh ta không ngờ vị trí quan trọng như vậy lại để cho mít phụ trách anh giang vậy thất hồn ngày trước đều là bọn họ hướng dẫn huấn luyện bọn họ tự nhiên có chuyện khác cần phải xử lý giang hải nhìn về chân trời ánh mắt thâm thúy bầu trời xa xăm nhìn như gió êm sóng lặng thực ra thì long tranh hổ đấu người của thiên ưng môn đã đi theo tiền nhất rời khỏi thành phố giang tư đi tới thế giới hắc ám. Giang Hải không tiến, tiền nhất cũng không chào một tiếng. Bọn họ, không ai muốn phải trải qua ly biệt. Thế giới hắc ám, mỗi một lần biệt ly, có lẽ, chính là vĩnh biệt. Con đường tu luyện võ đạo, đi ngược dòng nước, Giang Hải tạo một nhóm cao thủ thì đơn giản, nhưng, muốn cho đám người chu khải tu luyện thành cấp bậc như nghiệp gia, minh khôn, cho dù là dùng cổ võ tâm pháp, vẫn cần mấy năm, thậm chí thời gian lâu hơn mới được khuyên bảo mỗi một người, mỗi một lần đấu cùng người khác, đều là quyết chiến, người chết ta sống. Mỗi một ngày huấn luyện, đều phải nỗ lực hết mình, không cố gắng, lập tức bị đào thải. Chu Khải lập tức khom người, vâng. Trong tay không có đủ thực lực, tập đoàn Uyển như cũng chỉ có thể co đầu rút cổ ở vùng đất thành phố Giang Tư này thôi. Tương lai, tập đoàn Uyển như át sẽ tiến ra tỉnh Hải Đông, vươn ra khắp Đông Quật, toàn bộ Đông Phương Thần Châu, đều sẽ có dấu chân của tập đoàn Uyển như, thậm chí cả thế giới cũng sẽ bị ảnh hưởng. Đất của Hải Đông, đất Đông Quận, vô luận là ở đâu, chẳng qua chỉ như một cánh cửa. Cần phải xé mở cánh cửa này để lót đường cho tập đoàn Uyển Như đặt cái nền móng cơ sở. Cố Uyển Như nằm nhoài ở trên bàn làm việc, trong lòng vẫn còn sợ hãi, cả ngày cũng chưa bình tĩnh lại được. Ông xã à, cô ta thật sự là một người điên sao? Giang Hải gật đầu. Cố Uyển Như kéo tay Giang Hải, nặng nề thở dài em có phải là rất vô dụng không mỗi lần đều cần anh bảo vệ mới được cố uyển như cũng tự cảm thấy cô có chút mềm yếu một người đàn bà điên lại khiến cô sợ thành như vậy anh không phải là ông trời phái tới để bảo vệ em sao anh bảo vệ em là lẽ thường bất di bất dịch anh không bảo vệ em vậy em muốn ai bảo vệ em giang hải nghiêm túc nói nhẹ nhàng xoa xoa mái tóc của uyển như sau đó nâng cầm của cố uyển như, chậm rãi khơi màu. Em là vợ anh, nên được anh bảo vệ. Có vài người con gái, sở dĩ phải mạnh mẽ, đó là bởi vì không nhờ vả được ai. Em khác họ, bởi vì em có anh. Ánh mắt cố uyển như tràn đầy yêu thương, lời tỏ tình của Giang Hải, khiến cho cô cảm thấy ngọt từ tận đáy lòng. Người đàn bà điên điên đó, đã được chữa trị một đêm. Giang Hải cười mà như không cười. Nghĩ đến, Doãn Thư nhất định đã có được một đêm tuyệt vời vô cùng điên cuồng. Danh quận, nhà họ Doãn. Doãn thư trở về, mang theo dấu vết bị trà đạp khắp người trở về. Không ngừng cọ rửa, nhưng cô ta vẫn cảm giác như trên người mình còn rất bẩn, bẩn thấu từ trong ra bên ngoài. Một đêm trôi qua, cô ta không biết đã trải qua với mấy người đàn ông. Từ lão già năm sáu chục tuổi, đến thanh niên 14-15 tuổi, lúng ta lúng túng, cần cô ta dẫn dắt mới có thể làm tốt được nhiệm vụ của người đàn ông. Một đêm, cô ta trải qua, thậm chí còn phong phú hơn so với cả đời của một vài người. Không kể tuổi tác, cũng đều thử qua một lần. Bụp, Doãn Thư vỗ một trường ở trên tường, mặt tường cứng rắn lập tức xuất hiện vết nứt. Giang Hải, tôi nhất định sẽ giết anh. Nghiến răng nghiến lợi, từ sâu trong cổ họng phát ra từng chữ từng câu gầm thét. Kính trong phòng tắm rơi xuống đất, ánh lên thân thể quyến rũ của Doãn Thư, da trắng nõn eo thon mềm mại như nước nhặt lên một vật hung hãn đập bể gương chiếc gương vỡ nát soi sáng dáng người của cô ta mặt mũi vẫn còn run rẩy cô ta không thể ngờ mình lại bị giang hải làm nhục như vậy cho cô ta uống thuốc khiến cho cô ta bị một đám đàn ông làm nhục hung hãn giày xéo mà khi đó doãn thư còn rất hưởng thụ rất sung sướng phủ thêm một bộ quần áo doãn thư gầm thét người đâu gọi vệ báo tới cho tôi. Ở danh quận, vô luận là ở đâu, lời của Doãn Thư đều rất có trọng lượng. Không mấy người biết được, bang hổ lang chính là một tay Doãn Thư nâng đỡ thành, nhưng Doãn Thư khi đó mới chỉ 16-17 tuổi. Ở danh quận, bang hổ lang giống như một cái vòi rồng, chuyên làm ra các thủ đoạn giết người cướp của. Làm hại bách tính nhiều năm như vậy, thế lực càng ngày càng lớn. Vệ báo ở danh quận như là vua, không người dám trêu chọc tới nhưng cho dù như vậy đứng ở trước mặt doãn thư cũng chỉ giống như một con mèo doãn thư mặt mũi nhăn nhó vệ báo cũng giống vậy sắc mặt khó coi gã biết có người đã chọc giận doãn thư gã cũng không hỏi nguyên nhân trong lòng gã người đắc tội doãn thư đó chính là một người chết doãn thư chậm rãi quay đầu ánh mắt lạnh như hàn băng đứng ở trước mặt vệ báo dáng người vệ báo rất cao so với doãn thư cao hơn chừng một cái đầu nhưng giờ phút này lại giống như một con chuột gặp phải mèo, thấp nghi rũ mắt, lẳng lặng lắng nghe khiển trách. Trong lòng vệ báo rõ ràng, không có doãn thư, gã đến cái rắm cũng không bằng, tự nhiên cũng không có gã ngày hôm nay. Lão đại, tôi dẫn người đi giết chết gã giang hải đó. Vệ báo cho tới bây giờ đều không gọi cô ta là chị Doãn, bởi vì Doãn thư ghét có người gọi rõ cô ta là phụ nữ. Cô ta không muốn làm một người phụ nữ yếu đuối doãn thư hừ một tiếng cậu cho là anh ta dễ giết như vậy sao ngay cả tôi cũng không phải là đối thủ của anh ta đồng tử vệ báo co rút lại mặt lộ vẻ hoảng sợ doãn thư cũng không phải là đối thủ cô ta là cổ võ giả lại còn có chút thành tựu rồi nếu như doãn thư cũng không phải là đối thủ như vậy giang hải đó đã mạnh tới mức độ nào có thể chiến thắng doãn thư đương nhiên cũng là cổ võ giả trong tin tình báo nói, Giang Hải chẳng qua chỉ mới hơn 20 tuổi, coi như tu luyện từ trong bụng mẹ, cũng không khả năng đạt tới cái trình độ này. Cổ võ tâm pháp của Doãn Thư, vệ báo là một trong số rất ít người biết, đó là một lần kỳ ngộ, thiên hạ ít có ai lại có được may mắn như vậy. Từ lúc nào mà cổ võ giả lại khắp nơi đều có vậy? Chẳng lẽ Giang Hải cũng có kỳ ngộ này? Kỳ ngộ, không phải như chúng vé số, xác suất xảy ra chuyện này, so với chúng số độc đắc còn thấp hơn vô số lần đối phó anh ta tôi tự có cách của mình doãn thư biết muốn chiến thắng giang hải còn khó hơn lên trời giang hải một khi phản công nhà họ doãn ở danh quận chỉ có họa diệt tộc có điều doãn thư cũng không quá lo lắng doãn thư đã nhìn thấu được giang hải biết được nhược điểm của anh ta nhược điểm của giang hải chính là cố uyển như nghĩ đến cố uyển như trên mặt doãn thư hiện ra vẻ dữ tợn Coi như không giết được Giang Hải, cô cũng nhất định phải giết chết Cố Uyển Như. Nếu như dùng Cố Uyển Như để uy hiếp Giang Hải, cũng không phải không có khả năng giết chết Giang Hải. Đối với một người lòng dạ ác độc mà nói, hiền lành chính là nhược điểm. Có tình cảm, cũng là nhược điểm. Tôi gọi cậu tới, chỉ là muốn để cho cậu sắp xếp người, dám thị chặt chẽ đôi cậu nam nữ đó. Vệ báo lập tức đáp lời. Nhìn kỹ cơ thể vệ báo, cơ bắp cuồn cuộn, lộ ra vẽ nam tính trong đầu doãn thư đột nhiên hiện lên hình ảnh mình đang mây mưa cùng vệ báo một người đàn ông cường tráng như vậy nhất định sẽ làm cho cô ta thỏa mãn trong thoáng chốc cánh tay doãn thư chạm vào ngực vệ báo cả người vệ báo cứng đờ ngây ngốc đứng tại chỗ không dám có chút động tác gì chợt lắc lắc cái đầu sắc mặt doãn thư đỏ lên bỗng nhiên tỉnh táo hơn rất nhiều cô ta thở hổn hển nghiến chặt răng khiến cho cô điên cuồng mất đi phương hướng Tác dụng của thuốc vẫn còn dư âm. Tại sao có thể như vậy chứ? Tác dụng của thuốc ở lần này, cảm giác so với lần trước tới còn muốn mãnh liệt hơn. Chương 234. Dục vọng trong lòng, khát vọng đối với đàn ông, cơ hồ trong nháy mắt khiến cô ta đánh mất lý trí. Đôi chân dài trắng như ngọc, không an phận quấn lấy nhau, ma sát. Dục niệm đang bốc lên, nhưng cô ta đang cưỡng ép cắn răng chịu đựng. Mùi mồ hôi nhàn nhạt trên người vệ báo Giống như chất kích thích, khiến cho Doãn thư sao xuyến động lòng. Lập tức đi làm đi, sắp xếp mấy người có đầu óc một chút, không được để bị phát hiện. Giả, dạ, vệ báo run run một cái, đôi chân run rẩy, xoay người rời đi. Anh ta cũng không dám tiếp tục ở lại nơi này, nếu như làm gì Doãn thư, hậu quả thật là khó mà dự liệu. Cưới Doãn thư sao? Đừng nghĩ bậy, cho vệ báo 100 cái lá gan, anh ta cũng không dám. Trong chớp mắt, trên mặt Doãn Thư đỏ ửng lên, trở nên nóng bỏng, hô hấp càng dồn dập, khó mà tự kiềm chế được, ánh mắt cũng biến thành mê ly rồi. Vệ báo như đang cố chạy thoát thân, vừa đi ra phía ngoài. Nhưng, vừa đi chưa được mấy bước, sau lưng đã truyền tới tiếng Doãn Thư kêu khẽ. Khoan hãy đi, quay lại đây với tôi. Ngớ ra làm gì, mau lên. Mau, ôm lấy tôi. Lão đại, cái này, sao được. Cỡi quần ra, sau này anh kêu tôi là Doãn, tôi cũng chỉ là một người đàn bà thôi. Ba bốn ngày sau, tác dụng của thuốc trên người Doãn thư mới được xem là triệt để biến mất. Lúc này Doãn thư đột nhiên tỉnh tháo, mình liên loạn như vậy, chẳng phải cũng là đùa bỡn đàn ông sao? Thấy thấy thân thể mình sáng bóng, lại trợn mắt há miệng, nhìn xuống chỗ dưới rốn ba thước, cái này làm cho cô ta có loại cảm giác thỏa mãn. Mấu chốt nhất là cô ta cảm nhận được làm đàn bà tốt hơn tin tức Doãn Bằng đã chết cũng không bưng biết được nữa. Cuối cùng, Doãn Canh sớm muộn gì cũng sẽ biết. Doãn Thư có thể tưởng tượng, ông ta sẽ là giận dữ không kềm được, đạp nồi đập chén, như muốn lập tức giết chết Giang Hải. Doãn Canh sẽ lập tức triệu tập người, định quyết một trận sống mái với Giang Hải. Cuối cùng, trợn mắt một cái, miệng sùi bọt mép, ngất đi. Nhà họ Doãn, chính thức tiến vào tranh đoạt. Cái này, không phải là kết quả doãn thư mong muốn nếu là như vậy cho dù cô ta lấy được nhà họ doãn cũng là một nhà họ doãn tanh bành không còn lành lặn từ đó vị trí của nhà họ doãn ở danh quận sẽ dần dần đi xuống cho nên doãn thư dự định chủ động ra tay trước sau khi doãn thư tắm xong nhìn lên trên giường lúc này có ba cậu thanh niên trẻ trung xinh đẹp đang nằm trên đó quả nhiên không có ruộng bị cầy hỏng chỉ có mệt chết trâu Doãn thư vô cùng thoải mái từ trong ra ngoài, cảm thấy khoan khoái dễ chịu, cả người mặt mũi nhìn cũng hồng hào. Nhiều ngày như vậy, Doãn thư đã không quan tâm mình ngủ với ai, chỉ cần có thể khiến cho cô ta sảng khoái, chính là sủng vật tốt nhất của cô ta. Đứng ở trước gương, giống như tất cả những người phụ nữ khác vậy, uốn eo eo, thưởng thức dáng người nuột nà của mình. Khóe miệng hơi nhếch lên, trong mắt, lại mang theo vẻ oán độc sâu đậm. Giang Hải, trước hết để cho anh sống lâu thêm mấy ngày chờ tôi thu thập nhà họ doãn xong sẽ đi tìm anh tính sổ cầm điện thoại lên ấn số gọi đi khóe miệng không nhịn được khẽ cười ông nội chuyện của doãn bằng cháu điều tra được rồi trong điện thoại cháu sợ không nói rõ ràng được cháu nghĩ hay là mở một cuộc họp gia tộc đi ông nội chẳng lẽ ngay cả cháu ông cũng không tin sao chuyện này không phải chuyện đùa đừng vội lát nữa ông sẽ biết cúp điện thoại, thư giãn gần cốt, mặc lại bộ quần áo, liếm liếm môi, hừ một tiếng, chờ tôi làm xong chuyện quay trở lại, sẽ tiếp tục ép khô các cậu. đi ra ngoài cửa, bước lên xe, khẽ mở đôi môi đỏ mọng. đi về nhà cũ, nhà họ Doãn, nhà cũ, đây là một kiến trúc có tuổi đời mấy trăm năm rồi, đình đài lầu các đẹp không thể tả. nhưng, lúc này bầu không khí nhà họ Doãn lại rất căng thẳng trong phòng khách đã đầy ắp người có bốn người ngồi phía trên cùng chính là những người sẽ cạnh tranh cái ghế gia chủ cho nhiệm kỳ kế tiếp trên cùng doãn canh đang chống gậy sắc mặt tái xanh nhận được điện thoại của doãn thư doãn canh trong mơ hồ cảm giác được gặp nhau sẽ có một cái tin xấu nhưng ông ta như thế nào cũng không thể ngờ doãn bằng đã chết hơn nữa đã chết nhiều ngày rồi nhà họ doãn mạnh như vậy ai dám chọc vào Điều này chính là nguyên nhân khiến cho ông ta vẫn tin là Doãn Bằng còn sống, chẳng qua là gặp một chút phiền toái mà thôi. Giờ phút này, từng gương mặt đều rất âm trầm, sau lưng mọi người xì xào không ngừng, bốn người bọn họ lại giống như đang ngủ vậy, thờ ơ. Không tới lúc mấu chốt, không ai mở miệng trước. Một khi nói sai cái gì, gây ra phản cảm, như vậy thì không hay rồi. Một khi phạm phải sai lầm, cũng sẽ bị nhắm vào, càng không dễ dàng để tranh cử chức gia chủ doãn canh ho khan mấy tiếng quét mắt nhìn mọi người phòng khách lập tức trở nên an tính tất cả ánh mắt đồng loạt nhìn về phía doãn canh ngoài cửa đã xuất hiện bóng dáng của doãn thư so với trước đây thì rất khác lúc này doãn thư mặc cái váy hoa ngay ngắn nhìn rất nữ tính cái này khiến cho tất cả mọi người mở rộng tầm mắt trước đây doãn thư mặc dù nhìn có vẻ vô cùng mềm yếu nhưng lại không có một chút dáng vẻ mà phụ nữ nên có sao lần này giống như một cô chủ con nhà quyền quý vậy bước vào cửa ánh mắt doãn thư nhìn thẳng khẽ mỉm cười ông nội cháu thành công rồi đến lúc này cô ta mới nói ra chuyện bản thân đã luyện thành cổ võ tâm pháp thật sao mắt doãn canh vốn có hơi mờ mịt nhất thời tản ra sáng lên nhà họ doãn có một người là cổ võ giả chuyện này đối với một gia tộc mà nói là khúc dạo đầu để chuẩn bị bay lên tốt lắm tốt lắm Tốt lắm. Nói liên tục mấy chữ tốt, Doãn Canh vỗ vỗ vào vị trí bên cạnh, tỏ ý bảo Doãn Thư đi đến ngồi. Một cổ võ giả, là một loại tồn tại mạnh như thế nào, Doãn Canh cũng có thể tưởng tượng được. Để cho Doãn Thư một chỗ ngồi này, cũng xứng với cô. Nhưng, mọi người trong phòng khách đều không hiểu, lấy làm ngạc nhiên. Có mấy người, thiếu chút nữa không nhịn được lên tiếng ngăn cản. Bọn họ đã nghĩ nhiều rồi, Doãn Canh là quá mức kích động không nghĩ gì nhiều, chỉ là muốn để cho Doãn thư ngồi vào bên cạnh mình mà thôi. Cái vị trí kia, từ trước đến giờ đều để trống, bởi vì nó đại biểu cho vị trí gia chủ nhiệm kỳ kế tiếp của nhà họ Doãn. Chẳng lẽ, mọi người bắt đầu suy nghĩ, chẳng lẽ Doãn canh muốn giao nhà họ Doãn cho một đứa con gái? Chuyện này, làm sao có thể chứ? Bọn họ, trước giờ vẫn coi Doãn bằng là đối tượng cạnh tranh của mình, Doãn canh cũng dồn hết sức mình dùng tất cả các biện pháp để bồi dưỡng Doãn Bằng. Tự nhiên ở đâu lại mọc ra một Doãn Thư? Doãn Canh từ trước đến giờ không phải rất là trọng nam khinh nữ sao? Doãn Thư mỉm cười hài lòng, không chậm trễ chút nào, đi qua ngồi xuống. Lúc này, trong mắt Doãn Canh đã ngấn nước mắt, chỉ cần Doãn Bằng ngồi lên trước gia chủ, có Doãn Thư phụ tá, địa vị nhà họ Doãn ắt sẽ như nước dâng thuyền lên. Đất xanh quận, quá nhỏ doãn canh nghĩ là sẽ đi ra khỏi danh quận thậm chí vượt qua đất đông quận mục tiêu là toàn bộ đông phương thần châu doãn thư cháu nói có tin tức gì doãn canh đã không đợi được nữa muốn để cho doãn bằng thừa kế chức gia chủ của nhà họ doãn có ông ta ở vị trí thái thượng hoàng này người phản đối doãn bằng sẽ ít đi rất nhiều ông nội ông hãy nén bi thương sắc mặt doãn thư trầm xuống cố làm ra vẻ bi thương ừ hả nụ cười của doãn canh cứng đơ sau đó con mắt trợn tròn cháu nói cái gì doãn thư nhàn nhạt nói cháu nói ông hãy nén bi thương ạ à. doãn bằng cánh tay vừa mới nâng tay lên đã vô lực rơi xuống trong đầu doãn canh kêu lên ong ong cháu đích tôn của ông ta doãn bằng đứa cháu ông ta thích nhất chết rồi cháu cháu nói rõ ràng xem doãn canh không dám tin gia chủ tương lai nhà họ doãn cứ như vậy mà mất đi nói bậy nói bạ điều này sao có thể chứ ai ai dám trêu chọc vào nhà họ doãn ở danh quận vậy thì thật là không muốn sống nữa rồi doãn bằng đúng là đã chết doãn thư ngồi ngay ngắn quét mắt nhìn mọi người cô ta muốn nhìn một chút nghe tin doãn bằng chết ai là người sẽ nhìn chăm chú vào chỗ cô ta đang ngồi bắt đầu từ giờ phút này cuộc tranh đoạt chính thức bắt đầu nhưng doãn thư xem ra chàng này tranh đoạt chưa có mở ra thì đã kết thúc rồi ngay mới vừa rồi, ngón tay của cô ta đã âm thầm hạ độc vào trong ly trà của Doãn Canh, ở trong thời gian rất ngắn, độc tính sẽ đi vào trong cơ thể Doãn Canh. Doãn Thư dường như đang suy nghĩ, cảnh tượng Doãn Canh hộc máu mà chết. Mọi người sẽ không nghi ngờ gì cô ta, chỉ coi là Doãn Canh vì mất đi đứa cháu trai, bị tức chết. Lào đảo, Doãn Canh đứng lên, kinh ngạc nhìn chằm chằm Doãn Thư. Ông ta vẫn không tin, không dám tin doãn thư vẫn ngồi yên ung dung không nhìn ra có chút đau buồn nào doãn thư cháu đừng nói bậy bạ doãn bằng đã xảy ra chuyện gì bất ngờ có một người đào mắt suy tính lập tức lớn tiếng mắng đa số mọi người quan tâm lúc này không phải là sống chết của doãn bằng mà là thế cục đã thay đổi chuyện này nhất định phải làm rõ ràng trước đã hơn nữa cũng không phải cháu nói là mọi người phải tin chẳng lẽ nhà họ doãn chúng ta không còn trưởng bối sao nếu như khiến ông nội xót quả xảy ra nguy hiểm, tội của cháu sẽ lớn lắm. Doãn thư khinh thường nhìn sang, vỗ xuống cái ghế đang ngồi, tôi không xứng nói, ý của ông là, ông xứng nói sao? Mọi người, đều xứng suốt một chút. Ý của Doãn thư là, cô ta đã là người thừa kế của nhà họ Doãn rồi, nếu quả thật là như vậy, không có gì là Doãn thư không thể làm. Đối với những tranh luận này, Doãn canh cứ như không nghe thấy, ầm ầm ngã xuống. Mắt dần mất đi tiêu cự, vẻ mặt thẫn thờ. Cháu trai của ông ta, đứa cháu ông ta thích nhất, chết rồi. Người đầu bạc tiến kẻ đầu xanh. Đó là tương lai của nhà họ Doãn. Doãn Thư, sao con lại nói chuyện với người lớn như vậy? Lần này, người lên tiếng chính là cha của Doãn Thư, Doãn Càn. Cho dù là Doãn canh chết, muốn tranh đoạt trước gia chủ, cũng là Doãn Càn đi tranh đoạt, mà không phải là Doãn Thư. Nhưng, Doãn Thư và Doãn Càn lại luôn như nước với lửa cũng giống như với anh trai của doãn thư là doãn bằng vậy như nước với lửa doãn thư vĩnh viễn nhớ mẹ cô ta đã chết như thế nào cô ta cũng vĩnh viễn nhớ những năm này trong lòng phải đè ép bao nhiêu thù hận ngồi ở vị trí này bất kể tôi nói cái gì đều có thể chẳng lẽ không phải sao doãn thư hoàn toàn lộ ra răng nanh mặt mũi âm trầm ánh mắt tàn nhẫn hai chân bắt chéo hết sức hào sảng tất cả mọi người nét mặt đều thay đổi con muốn tranh giành cái ghế gia chủ sao sắc mặt của doãn càn cũng trở nên rất khó coi từ xưa đến nay nhà họ doãn cũng chưa từng có tiền lệ đàn bà làm chủ cho dù doãn thư có năng lực vậy thì như thế nào chứ có thể làm chút chuyện cho gia tộc chính là phúc phận của cô ta chờ doãn thư kết hôn gả ra ngoài thì sẽ không còn liên quan với nhà họ doãn nữa doãn càn tức giận mặt cũng đỏ lên ông ta đã sớm biết đứa con gái này của mình mưu đồ không nhỏ nhưng không ngờ lại nuôi hy vọng muốn chiếm lấy nhà họ doãn doãn thư buông một tay như vậy còn có cái gì không thể các người có thể hỏi ông nội một chút tôi có thực lực để che chở nhà họ doãn hay không chờ tôi làm gia chủ trên dưới nhà họ doãn còn không phải đều ở dưới sự che chở của tôi sao không khí tựa như đông lại vẻ mặt của tất cả mọi người giống như ăn phải phân vậy đúng là Uy thế của Doãn Thư ở một mức độ nào đó, so với gia chủ hiện tại là Doãn Canh cũng chỉ có hơn chứ không kém. Nếu như cô ta là một người đàn ông, mọi người thật sự nghĩ không ra lý do nào hợp lý để phản đối. Nhưng, Doãn Thư lại là con gái. Nhà họ Doãn không thể cứ như vậy rơi vào trong tay của một người đàn bà được. Chương 235. Trên mặt Doãn Thư có vẻ đang suy nghĩ, Doãn Bằng đã chết, bị chó cắn chết. Nói xong, doãn thư lấy ra một cái phong bì ném ra trước mặt một đống ảnh chụp rơi ra máu tươi nhỏ giọt nhìn rất ghê người trong ảnh chụp không thể nhìn rõ được thi thể kia là doãn bằng doãn canh nhìn chằm chằm bức ảnh chậm rãi đứng lên lảo đảo đi hai bước phốc ngửa đầu lên phun ra một ngụm máu người đang đứng thẳng tắp cũng ngã ầm xuống đất doãn canh hôn mê có người mừng cũng có người buồn nhưng họ đều chạy đến ba chân bốn cẳng đưa ông ta đi bệnh viện nhưng điều làm cho doãn thư bất ngờ chính là doãn canh lại không chết ngay mà vẫn gắng gượng được cái vị trí đứng đầu gia tộc mà doãn thư chưa kịp ngồi đã lại tan thành bọt nước nhưng doãn thư cũng không lo lắng thời gian còn dài cô ta có thể từ từ chơi doãn canh tỉnh lại phút chốc như già đi mười mấy tuổi mặt ông ta xám như nắm cho tàn ánh mắt đục ngầu khó khăn mở miệng Dùng âm thanh mỏng manh của mình để xác nhận lại xem, có thật là cháu trai của ông ta đã chết rồi hay không. Khi nhận được đáp án khẳng định, thì trong lòng Doãn canh đau buồn đến mức bật khóc. Sóng Doãn canh run rẩy, trong giây lát, phát ra tiếng gầm nhẹ. Phái cao thủ của nhà họ Doãn đến thành phố Giang Tư, giết cái đứa tên là Giang Hải kia cho tôi. Phá hủy tất cả mọi thứ của nó, kể cả tập đoàn Uyển Như kia nữa. Tôi sẽ khiến nó phải chôn cùng cháu trai mình. Một người của nhà họ Doãn hơi đảo mắt, trầm giọng nói, "Đến bây giờ chúng ta vẫn không có chứng cớ gì chứng minh Doãn Bằng là do anh ta giết." Vì muốn giấu giếm tin tức, nên Doãn Thư đã giấu đi rất nhiều đồ vật. Hiện giờ đến cả thi thể của Doãn Bằng cũng không tìm thấy. Chuyện Doãn Bằng bị Giang Hải hại chết cũng là do Doãn Thư nói ra. "Chứng cớ, muốn chứng cớ gì? Nhà họ Doãn chúng ta làm việc, còn phải cần chứng cớ sao?" đây chính là cách nhà họ doãn làm việc ngạo mạn ngang ngược giết một người không cần lý do mặc dù là ở danh quận nhà họ doãn vẫn có đủ tư cách để ngung cuồng huống chi thành phố giang tư chỉ là một thành phố nho nhỏ chứ chẳng lẽ còn có người dám đối đầu với người nhà họ doãn sao doãn canh giận giữ ho khan kịch liệt tôi muốn hủy diệt toàn bộ tập đoàn uyển như không cần biết phải trả bất cứ giá nào đây là lệnh vâng người đó đành phải vâng lời trong lòng lại âm thầm thở dài dĩ nhiên là trong lúc nổi giận doãn canh không thể nghe ra thâm ý trong lời nói của ông ta doãn bằng chết dưới tay giang hải thì rõ ràng là giang hải không sợ nhà họ doãn thế nên bối cảnh của giang hải nhất định không thể bình thường được nhưng rốt cuộc là mạnh đến đâu chứ nếu không biết rõ điều này mà đã cho người đến thành phố giang tư chẳng phải là tự tìm đường chết sao phải biết rằng Hắc Bạch Song Sát cũng đã chết ở thành phố Giang Tư, bọn họ cũng không phải là cao thủ bình thường đâu. Tên Giang Hải này đúng là cũng có chút bản lĩnh đó. Mệnh lệnh rất nhanh đã được truyền đi. Cùng lúc đó, tin tức doãn bằng chết ở thành phố Giang Tư đã lan truyền khắc giới. Rất nhiều người đều đang đợi xem kịch hay. Nhưng hầu như tất cả mọi người đều cho rằng Giang Hải sẽ sống không được đã bao lâu. Thậm chí có nhiều người sau khi nghe được tin tức này, đã hạ lệnh xuống chuẩn bị tiến vào tỉnh Hải Đông, thậm chí còn có người muốn thay thế tập đoàn Uyển Như, không khéo còn được không ít lợi ích. Chuyện này ở thành phố Giang Tư lại không có phản ứng gì, giống như nhà họ Doãn chỉ là đang đánh giấm thôi. Doãn Canh đã nhập viện, bệnh tình nguy kịch, có khi chẳng sống được bao lâu nữa. Nên ông ấy đã tập hợp tất cả cao thủ, muốn tiêu diệt Giang Hải. Còn về phần có thể diệt được tập đoàn Uyển Như hay không thì chắc sẽ để sau hiện giờ thù giết cháu không thể không báo. Ông ta cố gắng đứng lên, nhìn vào một cao thủ, lấy được đầu của Giang Hải, thì được 20 triệu. Người thân của anh ta, thì được 10 triệu tệ. Người quen của anh ta, thì được một triệu tệ. Nghe rõ chưa? Nhất thời, tất cả các cao thủ đều hưng phấn đứng lên, hận không thể ngay lập tức xuất hiện ở thành phố Giang Tư, giết Giang Hải, lấy 20 triệu. Mọi người rời đi, sắc mặt doãn canh càng thâm trầm doãn thư đang làm gì doãn thư chính là em gái của doãn bằng cũng là một thành viên của nhà họ doãn hơn nữa thực lực của doãn thư không hề thua kém nhà họ doãn cô ấy người kia không dám trả lời anh ta cũng không thể nói hiện giờ ngày nào doãn thư cũng mở tiệc tụ tập mấy tên đàn ông có nhan sắc để lên giường mây mưa với nhau được chẳng lẽ là bởi vì tôi không truyền vị trí chủ nhà cho nó sao doãn canh thật sự rất khó nghĩ Vị trí chủ gia đình nhất định không thể truyền cho đàn bà được. Nhưng Doãn thư là cổ võ giả, việc này đối với nhà họ Doãn mà nói cũng rất quan trọng. Có thể nói, việc này sẽ quyết định vị trí tương lai trong vài chục năm tới của nhà họ Doãn. Lập tức gọi điện thoại cho Doãn thư, bảo nó ra tay đi, nói là đích thân tôi ra lệnh. Doãn canh giận dữ nói. Nhưng ông ta không biết rằng, bây giờ mạng của ông ta cũng đang nằm trong tay Doãn thư rồi. Doãn Thư Hiện vừa mới chơi xong một trận, đại chiến, lõa thể đứng trước cửa sổ, vòng eo mềm mại uốn éo. Sau khi nhận được tin tức, khóe miệng cô ấy nở nụ cười gian xảo. Ngoài miệng thì nói sẽ đi ngay, nhưng thực tế thì lại án binh bất động. Doãn canh phái đi những cao thủ như vậy, đúng lúc cô có thể mượn tay Giang Hải trừ khử đi những chướng ngại vật này của cô ta ở nhà họ Doãn, đứng là quá tốt. Lúc này ở thành phố Giang Tư, ở sân huấn luyện phía tây thành phố, xuất hiện hơn 100 người lạ mặt. Những người này vẻ mặt rất hưng phấn, có thể được huấn luyện tại đội số 3 chính là ước mơ từ trước đến nay của họ. Bọn họ vẫn luôn mong bản thân có thể trở nên mạnh hơn, nên đương nhiên là cảm thấy cực kỳ hưng phấn rồi. Giang Hải đứng ở chỗ cao, lặng lặng nhìn. Người bên cạnh là Tần Hiên. Nguyên Vũ, anh có biết vì sao tôi không để anh tham gia lần luyện tập này không? Tần Hiên sừng sốt, lập tức khom người nói: anh giang đương nhiên là đã có tính toán rồi tôi chỉ cần nghe theo là được ngoài miệng thì nói như vậy nhưng trong lòng thì có chút không phục bản thân anh ta đương nhiên là chẳng kém gì bọn kim thâu hơn nữa anh ta cũng có một chút công lao với tập đoàn uyển như mà giang hải lạnh nhạt cười sao anh lại không biết trong lòng anh ta nghĩ gì chứ lúc tôi lựa chọn người thì anh đã bước một chân vào cảnh giới của võ giả rồi cho nên anh không cần luyện cũng được chứ không phải tôi bất công với anh Thần sắc của Tần Hiên ảm đạm, dù Giang Hải nói là thật hay giả, thì anh ta vẫn không có duyên với việc trở thành cường giả. Trong lòng Giang Hải thở dài, âm thầm lắc đầu. Bọn người Kim Thâu tuy rằng có thể đứng vững ở thành phố Giang Tư, nhưng thế giới lớn như vậy, nhiều người mạnh như vậy, nếu đi ra ngoài thì thực lực mãi mãi là không bao giờ đủ. Cũng không phải là do bọn họ không cố gắng, mà là do sự cố gắng của bọn Kim Thâu đã đến giới hạn rồi. Những người ở dưới tầng thấp nhất của xã hội thì lại càng coi trọng cơ hội này, thế nên đám người này lại càng chuyên tâm luyện tập hơn, rất liều mạng. Nhưng những người này vốn không có căn bản, hơn nữa tư chất quá kém, mà thời gian luyện tập lại ít. Nên trong thời gian ngắn mà đám người kim thâu có thể có được thành tựu như vậy đã là đáng quý làm rồi. Nhưng những thành tích này đương nhiên là không đủ. Mặc dù trên đời này vẫn tồn tại những người được gọi là thiên tài. Nhưng bọn họ đều là những người bình thường nên chỉ có thể xem xem ai là người cố gắng hơn thôi. Buổi tối, tại một khách sạn của tập đoàn Uyển Như. Hôm nay họ đóng cửa không kinh doanh. Hơn 100 người kim thâu đang liên hoan ở đây, bởi vì bọn họ sắp phải chia tay nhau, tới lúc đó muốn gặp nhau cũng khó. Mọi người đều rất hâm mộ Kim Thâu và Chu Khải, trong số bọn họ, chỉ có hai người họ được đi theo bên cạnh Giang Hải. Giang Hải cất cao giọng nói, dù đi đâu thì các cậu cũng không được dừng việc luyện tập mọi người đều lớn tiếng đồng ý. Giang Hải lại nói, tuy tư chất của các cậu không được tính là tốt, nhưng chỉ cần cố gắng thì đến khi gặp những thiên tài thực thụ, cũng vẫn có thể tiếp được vài chiêu. Các cậu mỗi người đều có yêu và khuyết điểm riêng, nhưng tôi chỉ có một lời khuyên dành cho các cậu, gặp chuyện gì thì cũng phải động não, nếu không cần thiết thì không cần động thủ. Những chuyện có thể dùng nắm đấm để giải quyết thì đều là những chuyện nhỏ. Cánh tay bị thương của Kim Thâu vẫn chưa khỏi, nhưng vẫn vỗ vỗ cái tay bị bó bột với vẻ mặt hưng phấn. Mọi người nghe anh nói thì chỉ hận không thể lấy sách ra ghi lại. Mỗi câu nói của Giang Hải đều rất quan trọng đối với bọn họ. Chỉ lo rằng giữa những câu nói đó còn có những bí quyết giúp bọn họ tập luyện. Hiện giờ mọi người đều đang ở cảnh giới thứ nhất, nếu đột phá được thì sẽ có thể bước vào một cảnh giới mới. Chút nữa tôi sẽ bảo Kim Thâu và Chu Khải dạy cho các cậu một phương pháp. Nếu như gặp nguy hiểm, thì có thể liên thủ với nhau gia tăng thực lực. Vẻ mặt mọi người rất hưng phấn, thứ Giang Hải lấy ra, chắc chắn là rất tốt. Cái Giang Hải dạy nhất định có thể giúp họ nâng cao thực lực. Phương pháp phối hợp tấn công. Cùng nhau phối hợp, hỗ trợ lẫn nhau, lấy thừa bù thiếu. Dùng sức mạnh của hai hay nhiều người hợp thành một thể, rồi mới bộc phát ra. Anh vừa nói ra, mọi người đều hưng phấn. Hận không thể lập tức ném đũa đi, quay trở lại sân huấn luyện để làm thử xem sao. Sau đó, Giang Hải đứng lên, chậm rãi xuyên qua đám người bọn họ. Anh đứng ở bên cạnh một người, không nhanh không chậm nói ra ưu khuyết điểm của người này. Hơn nữa, còn cho cậu ta một vài đề nghị. Mỗi câu nói của Giang Hải, cậu ta đều ghi nhớ trong lòng. Mỗi một cái động tác tay chân của anh cậu ta đều không để sót. Sự sùng bái trong lòng của cậu ta lộ ra rõ rệt. Đi hết một vòng thì đã mất hết hai tiếng đồ ăn trên bàn đã nguội từ lâu đám người kim thâu dùng ánh mắt vô cùng sùng bái để nhìn giang hải biểu tình trên mặt họ cũng rất nghiêm túc mỗi câu nói của giang hải đều quanh quẩn ở bên tai họ có mấy người vô cùng cảm động trong chốc lát cảm thấy bản thân mình như thấy được ánh sáng chân lý giống như chạm đến được thứ gì đó anh giang anh đúng là thần tiên trên trời mà kim thâu vô cùng sùng bái giang hải nhịn không được cảm khái nếu em mà là phụ nữ thì nhất định sẽ sinh cho anh một đứa con. Chu Khải suýt chút nữa thì sặc nước miếng luôn. Nhìn Kim Thâu bằng ánh khinh thường, bĩu môi, mày đi ra góc tường kia đi. Làm gì? Đái ra bãi nước tiểu, rồi tự mình soi gương đi. Trông cái dáng của cậu, chắc đẻ ra con khỉ ấy, chứ làm sao mà sinh con được, ha ha ha. Kim Thâu vào đầu nhếch miệng, đang cười thì sắc mặt ngay lập tức trầm xuống. À, cậu mắng ai đấy? có dám tí nữa đấu một tí không? Chu Khải cũng không sợ, đánh thì đánh, tôi lại phải sợ một tên đang què chắc. Hừ, chỉ giỏi đi khoe khoang khắp nơi, tôi chỉ cần một tay cũng giết được cậu. Ngoặc kép chấm 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 ngoặc kép. Hai người vẫn như thế, yêu nhau lắm cắn nhau đau. Lúc mắng chửi nhau thì đúng là không chừa lại mặt mũi gì cho đối phương. Nhưng một khi cần kề vai chiến đấu thì bọn họ tuyệt đối sẽ đỡ đạn cho đối phương đây chính là anh em. Câm miệng, Chu Khải lại nhìn về phía Giang Hải. Kim Thâu, cậu bốc phét cũng phải chọn chỗ chứ. Ở đây tất cả mọi người đều mong có thể được nghe anh Giang dạy bảo. Vậy mà bây giờ lúc anh Giang nói chuyện, lại không nghe, không biết quý trọng. Kim Thâu sửng sốt, theo bản năng muốn phản bác, nhưng nghĩ lại, Chu Khải nói rất đúng, nếu để lỡ câu quan trọng nào thì đúng là tự chơi ngu rồi. Ăn cơm xong, Giang Hải quay về Hoàng Kim Giáp Lân. Đám người Kim Thâu thì lập tức chen nhau chạy tới sân huấn luyện ở Tây Thành tập luyện. Bọn họ chỉ có một đêm để tập luyện phương pháp kết hợp với nhau. Sau này bị chia tới nhiều nơi khác nhau thì chỉ có 5-3 người kết hợp thôi. Rất nhanh trong sân huấn luyện truyền ra từng đợt tiếng hò hét vang trời. Đối với bọn họ, đây không chỉ là lần cuối cùng luyện tập chung với nhau, mà còn là lần cuối cùng có thể kết hợp cùng tất cả mọi người. Một đám người luyện tập cả đêm, đến tận hừng đông Chương 236. Cao thủ của nhà họ Doãn tổng cộng 20 hơn người, chia thành 5 chiếc xe, chậm rãi tiến vào thành phố Giang Tư. Phía trước đã là thành phố Giang Tư rồi, hai kẻ cầm đầu cười khẩy. Đầu của Giang Hải giá trị 20 triệu tệ, nên đương nhiên mục tiêu của tất cả bọn họ đều là Giang Hải rồi. Chỉ cần giết được Giang Hải thì cả đời này không cần phải lo rồi. Bọn họ đều là cao thủ nổi tiếng trên Giang Hồ thậm chí có mấy người còn là người đứng đầu của mấy nhà danh giá, lai lịch không nhỏ. Không ai dám hoài nghi thực lực của bọn họ, mỗi người đều là những kẻ vang danh trên giang hồ. Giết cả nhà giang hải thì chỉ là chuyện nhỏ thôi, trên tay bọn họ ai mà chả dính đầy máu. Máu ham tiền của họ đã sôi lên ủng ục, cuối cùng cũng đến được thành phố Giang Tư. Căn cứ vào tình báo thì lúc này Giang Hải đang ở trên tổng bộ của tập đoàn Uyển Như, cho nên bọn họ đã lập tức tới phía tây thành phố trước cùng lúc đó giang hải đang ngậm một điếu thuốc tựa vào ven đường cứ liên tục nhìn thời gian có vẻ đang rất nôn nóng nam chiến truyền tin tình báo đến nói người của nhà họ doãn muốn đến thành phố giang tư nhưng anh đã đợi hơn nửa tiếng vẫn không bóng người nào anh giang mấy chiếc xe kia trông biển số giống biển của danh quận khóe miệng của giang hải chậm rãi nhếch lên đám người này cuối cùng cũng đến rồi Lúc này một cánh tay của Kim Thâu vẫn còn bị thương, người xưa có câu bị thương đến gân cốt thì phải tính dưỡng ít nhất là 100 ngày, gãy xương cốt cũng không dễ lành như vậy. Nhưng điều này cũng không ảnh hưởng tới việc anh ta xử lý mấy tên phế vật mà nhà họ doãn phái tới. Kim Thâu đứng ở giữa đường, nghiêng đầu, miệng ngậm cọng, trông rất ra dáng một đứa ăn cướp. Giang Hải chỉ dẫn theo hai người Kim Thâu cùng Chu Khải để thu thập cao thủ của nhà họ doãn phái tới. Chu Khải khá thận trọng, sắc mặt hơi cứng lại. Cho dù đối mặt với đối thủ yếu đuối, thì Chu Khải vẫn cẩn thận chuẩn bị sẵn sàng nghênh đón quân địch. Tí nữa không cần nương tay. Xiết toàn bộ. Giang Hải bình thản nói, giọng nói như ác ma dưới địa ngục, cứ thế tuyên án tử hình cho những kẻ này. Cách đó không xa, họ đặt mấy thùng hàng, theo như lời nói của Kim Thâu thì bọn họ là những người quét đường, chuyên quét sạch đường phố. Kim Thâu giang tay, ép mấy chiếc xe dừng lại. Xuống xe, có một cái đầu vươn ra từ sau của kính. Con mẹ mày, muốn chết à, cút. Bọn chúng rất bực bội vì bị kim thâu cản đường. Bọn chúng đang muốn đi lấy đầu giang hải, có người cản đường, chính là chậm chế việc phát tài của bọn họ. Kim thâu hừ một tiếng, đường ở đây là do tao mở, cây ở đây là do tao trồng, muốn đi qua thì phải để lại lộ phí. Kim thâu cao giọng nói. Bọn người trên xe đều hết sức sửng sốt. Ở cái thời này rồi mà sao vẫn có kẻ hành nghề này chứ? Tên cầm đầu cường tráng cười lạnh, đứa nào đó xuống giải quyết nó đi. Tên còn lại nói, trực tiếp giết chết đi, nhớ phải lấy được đầu. Chỉ cần là người có liên quan đến Giang Hải thì đầu cũng đáng một triệu tệ. Thằng tóc xanh lè đang chặn xe này, vừa nhìn đã biết là một thằng đần, tự dẫn xác đến, sao có thể bỏ qua chứ. Nhà họ Doãn sẽ trả thù lao trên số đầu người, nên ai mà biết được thằng tóc xanh này có quan hệ với Giang Hải hay không có một triệu tệ tự đưa đến cửa ai mà lại không lấy chứ? Có hai người xuống xe liếm môi, ánh mắt tham lam tiến về phía Kim Thâu. Mày đã muốn chết, tao sẽ thành toàn cho mày. Cái đầu của mày đáng giá một triệu tệ đấy, dùng số tiền này để mua nạng của mày. Sau này mày gặp được Diêm Vương cũng sẽ cảm thấy kiêu ngạo. Nói xong, một người lấy ra một con dao găm, không hề báo trước mà đâm về phía vị trí tim của Kim Thâu. Bịch bịch, a a a, đẹp hai cao thủ vừa xuống xe bị bắn ngược lại giống như những viên đạn đập vào thân xe kinh chắn gió phía trước của chiếc xe bị vỡ vụn giúp cho hai gã vừa xuống xe lại được trở lại trong cái xe đó đám người trên xe đều vô cùng sửng sốt tình cảnh này quá không đúng rồi đáng lẽ lúc này tên tóc xanh kia phải ôm ngực ngã xuống mặt đất giấy chết rồi chứ sao người của bọn họ lại bị đánh bật trở về bởi vì vấn đề góc độ nên mấy người trên xe không nhìn rõ kim thâu đã ra tay như thế nào. Đúng là phế vật, thế mà cũng dám tự xưng là cao thủ. Tao khinh. Kim thâu hơi thất vọng. Giang Hải khoát tay, nhìn Chu Khải. Giang Hải cũng thất vọng, cao thủ mà nhà họ Doãn phái tới chỉ có bản lĩnh như vậy thôi sao? Bên trong xe, truyền ra một tiếng hét bực bội. Lúc này hai tên cầm đầu mới chợt tỉnh người của bọn họ thế mà lại bị một thằng to sắc nhưng ngu đần ở thành phố giang tư đánh cho bầm dập lấy đồ chơi ra xuống chơi chết nó cho tao gã ta giống giận rút ra một con dao đá văng cả cửa xe ra đi về phía kim thâu nhưng chu khải ở bên cạnh giang hải lại bình tĩnh xông tới nhà họ doãn doãn canh ít thở khó khăn sắp không cầm cự được nữa rồi lúc này nhà họ doãn treo lên đèn lồng trắng đã chuẩn bị sẵn sàng cho hậu sự của Doãn Canh rồi. Nhưng, Doãn Canh lại mãi không nhắm mắt, ông ta đang đợi, đợi tin tức cái chết của Giang Hải từ thành phố Giang Tư truyền về. Doãn Canh liều mạng kéo dài hơi tàn. Nhưng đã ba ngày rồi, mấy cao thủ được phái đi thành phố Giang Tư vẫn không hề có tin tức gì. Nhà họ Doãn cũng đã liên lạc với những người này, nhưng lại không liên lạc được với bất kỳ ai. Những người này rời đi từ danh quận, nhưng sau khi đến thành phố Giang Tư thì giống như bốc hơi khỏi nhân gian vậy. Như đá bị ném xuống biển. Hoàn toàn bật vô âm tín. Doãn canh khó khăn mở miệng, ông ta muốn hỏi rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, tạo sao tên Giang Hải kia vẫn chưa chết. Ông ta muốn kiên trì, kiên trì đến khi nghe được tin Giang Hải chết. Mày tới làm cái gì? Ngoài cửa có một tiếng gầm lên. Ngay sau đó, truyền đến tiếng cười lanh lảnh của Doãn Thư. Cha, con là con gái của cha, cũng là người nhà họ Doãn mà, sao con có thể không tới chứ? Doãn canh gian nan nói ra hai chữ, vào, đi. Doãn thư đi vào, hiên ngang sải bước, chỉ mới mấy ngày không gặp mà trên người cô ta đã có đầy hưởng vị phong trần rồi. Trên mặt không hề có chút bi thương nào, giờ phút này, cô ta cũng không hề có ý giả vờ nữa. Cô ta đứng ở trước cửa sổ, dùng ánh mắt xem thường nhìn Doãn canh. Ngay lúc này cô lóe lên một ý, nhưng rất nhanh cô ta giấu đi cô ta cúi xuống ghé vào tai doãn canh nhẹ giọng nói tất cả những người đi tới thành phố giang tư đều đã chết cả rồi nếu ông muốn báo thù thì phải dựa vào cháu thôi ông nội ông cũng biết cháu muốn cái gì mà sắc mặt doãn canh thoát biến mặt xám như cho tàn đều 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 đã chết môi của doãn canh run run khó khăn nói ra một chữ Thực lực của những cao thủ đó Doãn canh đều rất rõ. Trước đây nhà họ Doãn cũng giao cho họ vài việc, nhưng chưa từng thất bại bao giờ. Lúc này, nhiều người như vậy mà lại chết ở thành phố Giang Tư. Sao có thể chứ? Ai có thể làm được như vậy chứ, không một tiếng động mà khiến hơn 20 người bốc hơi khỏi thế gian. Nếu là thật thì đúng là nhà họ Doãn đã bị tổn thất lớn rồi. Hơn nữa, họ còn là hơn 20 cao thủ đấy doãn thư lạnh lùng nói ông nội hãy nghĩ kỹ đi nhân lúc ông còn tỉnh táo hãy nghĩ xem thù của doãn bằng ông có muốn báo hay không nhà họ doãn trừ cháu ra không ai có thể giết giang hải đâu hai mắt doãn canh trở nên trống rỗng đồng tử chậm rãi giãn ra tính mạng của ông ta đang như ngàn cân treo sợi tóc ông ta đã gần cái chết lắm rồi ông ta nghĩ tới doãn bằng đứa cháu ngoan của ông ta nhưng lại chết một cách quá thảm mắt doãn canh trở nên ướt át người chết thì như ngọn đèn tắt doãn bằng đã chết tương lai của nhà họ doãn ở danh quận cũng chẳng thể nhờ vào đứa cháu này nữa nếu đã như vậy doãn canh phải thực hiện nốt tâm nguyện cuối cùng của mình ông ta nhất định phải kéo giang hải chôn cùng cả nhà anh ta chỉ cần là người có quan hệ với giang hải đều phải chôn cùng vị trí chủ nhà sẽ là của cháu giọng của doãn canh to hơn Dùng hết sức lực cuối cùng để cho mọi người trong phòng có thể nghe được rõ ràng. Vị trí chủ nhà của nhà họ Doãn sẽ truyền cho Doãn thư. Hai mắt Doãn canh chậm rãi trở nên vô định, nhưng lại mở rất lớn nhìn Doãn thư. Cuối cùng cũng khó khăn chút hơi thở cuối cùng, tính mạng của Doãn canh cũng tới điểm cuối rồi. Mọi người trong phòng đều nghe được rõ ràng. Doãn canh truyền vị trí chủ nhà của nhà họ Doãn cho Doãn thư. Sao cha có thể? Hu uh hu cha ơi ông ơi, cha ông tỉnh lại đi. Doãn canh, đã chết. Nhất thời, trong phòng phát ra tiếng khóc rung trời. Chỉ có khóe miệng Doãn thư gợi lên vẻ tươi cười, không có chút bi thương nào. Đúng như những gì cô ta muốn, cô ta đã chiếm được nhà họ Doãn. Doãn Thư đứng ở một bên lạnh nhạt nói, chuẩn bị hậu sự. Doãn Thư, một người giận dữ quát lên. Vừa rồi, cháu đã nói gì với ông ấy? vì sao sau khi ông ấy nghe cháu nói xong thì qua đời để doãn thư là chủ nhà đương nhiên là bọn họ không thể phục doãn thư nói gì căn bản không quan trọng quan trọng là đây là một lý do rất tốt để làm khó cô ta thế nào ông muốn phản đối sao sắc mặt doãn thư trầm xuống cô ta đã đoán trước chắc chắn sẽ có người phản đối tôi phản đối thì sao nhà họ doãn sao có thể một đứa con gái chưa đủ lông đủ cánh lãnh đạo chứ Doãn thư cháu cũng là người thông minh, chú khuyên cháu tốt nhất là rời khỏi nhà họ Doãn, nếu không thì sẽ chết không có chỗ chôn đấy. Mặt Doãn thư không có chút thay đổi, ánh mắt âm trầm đáng sợ. Ông nói xong chưa? Xong rồi thì sao, không lẽ cô còn làm gì được tôi sao? Chẳng lẽ cô còn dám? Lời còn chưa dứt, chú của Doãn thư người có thể cạnh tranh vị trí chủ nhà của nhà họ Doãn, trợn tròn mắt nhìn chằm chằm Doãn thư, trên mặt là biểu cảm không dám tin. Lúc này Ngón tay của Doãn thư đã cắm ngay vào yết hầu của ông ta. Tôi dám. Doãn thư rút tay về, đi đến một bên, đưa khăn lau vết máu vẫn chưa khô trên ngón tay. Còn có ai phản đối không? Người bị Doãn thư chọc nát yết hầu, lúc này chậm rãi ngã xuống đất. Mọi người nhà họ Doãn, trong đó có cả cha của Doãn thư đều bị dọa cho khiếp sợ. Cô ta không hề báo trước mà giết chết chú của mình. Doãn càng kinh hãi xông lên nhìn chằm chằm doãn thư mày cái đứa mất dạy này đó là chú ruột của mày đấy sao mày có thể tao 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 hôm nay phải thanh lý môn hộ doãn thư nghiến răng cười liên hồi thanh lý môn hộ ông thử đến đây đụng vào tôi xem doãn càn nhất thời á khẩu không trả lời được miệng mở ra rồi lại khép lại một chữ cũng không nhả ra được ông ta hiểu rất rõ con gái mình nếu doãn càn còn dám nhiều lời Doãn thư sẽ không nể tình mà tiến cả cha ruột của mình đi Tây Thiên luôn. Còn có ai phản đối nữa không? Còn có ai phản đối thì đứng ra đi. Mọi người trong phòng đều lặng ngắt như tờ, đương nhiên là không ai muốn chết rồi. Doãn thư đắc ý nói, đầu tiên xử lý hậu sự cho ông nội trước. Thù của Doãn bằng, tôi sẽ báo. Hãy truyền đi tin tức, nhà họ Doãn treo thưởng, đầu của Giang Hải có giá 100 triệu, ai có thể mang đến đây thì 100 triệu tệ sẽ là của người đó chỉ có cái giá này mới có thể khiến những cao thủ thật sự ra tay được. Không bao lâu sau, tin tức này của nhà họ Doãn đã được truyền ra bên ngoài. Chỉ trong vòng một ngày, ở danh quận đã xảy ra hai sự kiện lớn. Doãn canh đã chết, Doãn thư kế vị. Lệnh đã được bạn xuống, không cần biết là ai, chỉ cần có thể giết được Giang Hải, thì đều sẽ được 10 tỷ. chương 237 CMN Kim Thâu nghe được tin này thì quăng vỡ cả cái chén. Giang Hải là người như thế nào chứ? Chẳng lẽ đầu của anh ấy chỉ đáng giá 100 triệu tệ thôi sao? Anh ta không hề lo lắng cho sự an toàn của Giang Hải tí nào. Ở trong lòng của Kim Thâu, người có thể đánh bại Giang Hải vẫn còn chưa sinh ra đâu. Điều làm cho anh ta tức giận chính là dùng chút tiền ấy để mua tính mạng của Giang Hải đúng là đang hạ nhục người khác mà. Chu Khải dùng đùi đắc ý, vỗ đùi, tặc lưỡi rồi nói đầu của tôi lúc nào mới đáng trá 100 triệu nhỉ? anh ta cho rằng, có người treo thưởng để lấy đầu của anh ta, chính là đang tán dương thực lực của anh ta. Chỉ hận không dở hết tất cả các thủ đoạn ra mà đối phó với anh ta. Nhà họ Doãn ở danh quật, sợ rồi. Cái đầu của chú em á, cắt xuống làm ghế ngồi cũng không sừng ấy. Kim thâu hừ một tiếng. Chu Khải vừa muốn mở miệng mắng, nhưng đột nhiên lại nhìn thấy một tin tức khác. Nè nè nè, lại tăng, lại tăng rồi. Kim thâu liếc mắt khinh thường, gì mà hớt ha hớt hải, tăng cái gì mà tăng chứ. Hiện tại, đã lên đến 180 triệu tệ rồi. Chu Khải đưa điện thoại tới trước mặt Kim Thâu cho anh ta nhìn. Doãn Thư còn công bố công khai trên một trang web, đúng giờ sẽ tung ra một tin tức mới. Nhà họ Doãn muốn thả con săn săn, bắt con cá rô, dùng 100 triệu mua đầu của Giang Hải. Vốn dĩ Doãn Thư muốn làm chuyện này náo động thật lớn, thu hút được sự chú ý của nhiều người. Để càng nhiều người muốn lấy đầu của Giang Hải hơn. Cô ta cũng không ngờ, chưa đến một ngày đã có thu hoạch bất ngờ. Có một thế lực thần bí nào đó đã liên lạc với Doãn thư, họ đồng ý thêm vào 30 triệu tệ tiền thưởng để giết Giang Hải. Nhà họ Triệu ở phương Bắc chú ý đến việc này, vừa nghe tới việc giết Giang Hải cũng lập tức cho người liên hệ với Doãn thư, thêm vào 5 tỷ tiền thưởng. Tiền thưởng càng cao thì càng thu hút được nhiều cao thủ. Giang Hải sẽ càng nhanh chết hôm sau, số tiền treo thưởng đã thay đổi, trong thời gian một đêm ngắn ngủi mà số tiền thưởng đã tăng lên hơn 20 tỷ. Ngay cả Doãn Thư cũng không biết số tiền này là ai bỏ ra. Nhiều người muốn Giang Hải chết như vậy, chứng tỏ Giang Hải đã đắc tội với rất nhiều người. Trong vài ngày liên tục, vấn đề mà Chu Khải và Kim Thâu quan tâm nhất chính là số tiền thưởng hiện là bao nhiêu. Mỗi lần nhìn thấy con số đó tăng lên, họ lại không nhịn được thở dài, tặc lưỡi. Hai người ngồi đó làm gì đấy?" Giang Hải hỏi. "Anh Giang, anh có biết không, giá trị con người của anh lại tăng đó." Kim Thâu suýt nữa thì khoa tay múa chân nhảy lên vui sướng, khẽ động cánh tay, nhất thời lại cảm thấy đau điếng. "Bao nhiêu?" Giang Hải hỏi. Chu Khải liếm liếm đôi môi khô khốc, "Gần 20 tỷ." Ánh mắt của hai người Kim Thâu và Chu Khải Giang Hải có chút cổ quái. "Bọn họ cá là Giang Hải nhất định cũng sẽ bị 20 tỷ này làm cho dao động." Dù sao, đây là 20 tỷ, cả đời bọn họ dù có xuống dưới gặp ông bà tổ tiên, cũng chưa bao giờ thấy nhiều tiền như vậy. 500 triệu, Giang Hải bĩu môi, âm thầm lắc đầu. Từ bao giờ mà anh lại có giá rẻ như vậy? Ở thế giới ngầm trên bảng săn tiền thưởng đã dán thông báo lấy đầu đế vương. Nếu ai có thể giết chết được Giang Hải, thì đúng là mấy đời cũng không tiêu hết tiền. Nhưng ai có thể làm được chứ? những kẻ có thực lực thì sẽ không mạo hiểm mà đối đầu với Giang Hải, còn những kẻ tép siêu thì lại cứ lăng xăng nhảy nhót. Nhưng cứ một người đến thì chết một người, một đôi đến thì chết một đôi. Chỉ có duy nhất một tên phục kích thành công, nhưng lại lầm người, khiến cho chính mình bị thương. Những việc này, Giang Hải đều không thèm để ý. Nhà họ Doãn đã nhầm vào anh, ám sát anh, vậy thì anh cũng sẽ chơi với họ. Anh cũng lâu rồi không hoạt động gân cốt, cũng muốn xem xem những cao thủ của phương đông mạnh tới mức độ nào. Nhưng Giang Hải cũng nên cẩn thận hơn. Kim Thâu, Chu Khải, hai người các cậu lúc nào cũng phải đi theo Uyển Như, nếu vợ tôi xảy ra chuyện gì, thì hai cậu cứ mang đầu đến gặp tôi. Kim Thâu dùng cánh tay đang băng bó kia vỗ ngực, anh Giang, anh yên tâm, dù em có phải liều mạng, cũng không để bọn chúng động tới một cọng tóc của cố tổng. Được rồi mày tránh ra đi, cánh tay vẫn còn treo kia kìa chu khải phỉ nhổ nói tính mạng của cố tổng không cần tên què như mày lo lắng cứ để tao lo cho mày mới là thắng què ý muốn chết đúng không bọn họ lại cãi nhau giang hải mặc kệ khẽ nhíu mày khoảng thời gian này nhóm người thất hồn mới rời đi nhân lực hiện tại có chút không đủ việc làm ăn của tập đoàn uyển như càng ngày càng lớn nên sản nghiệp cần quản lý cũng càng ngày nhiều công việc của cố uyển như cũng nhiều không làm xuể giang hải khuyên cô nên có mấy trợ lý nhưng nhân tài đích thực thì chỉ có thể gặp chứ không thể cầu được. Giang Hải sau khi làm xong mấy việc vặt của huyền như giao thì lại ngồi một bên pha trà, ăn đồ ăn vặt, bắt chéo chân, rất an nhàn. Toàn nhà văn phòng của tập đoàn Uyển Như và văn phòng của Cố Uyển Như thì vừa rộng vừa thoáng. Trong phòng có một bàn trà khảm ngọc rất lớn do một chuyên gia điêu khắc thiết kế, rất tỉ mỉ, tinh tế. "Vợ ơi em có muốn uống trà không?" Cố Uyển Như không để ý tới anh, vẫn vùi đầu vào tập tài liệu, mày nhíu lại. Lúc này, Chu Khải gõ cửa đi vào. Cố Huyền Như ngẩng đầu, lập tức nhìn Giang Hải đang ngồi thưởng thức trà. Chu Khải chắc chắn là tới tìm Giang Hải. Anh Giang. Chu Khải thần thần bí bí nói chuyện. Giang Hải ừ một tiếng, đứng dậy đi ra ngoài. Xảy ra chuyện gì vậy? Chu Khải lấy ra một phong thư, vui cười nói, có người đưa cho anh cái này. Giang Hải nghiêng đầu, vừa thấy nó ánh mắt anh hơi nhíu lại là ai gửi vậy trên phong thư viết rất rõ ràng ba chữ thư khiêu chiến có người muốn khiêu chiến với giang hải liên thiệu của danh quận giang hải chẳng có ấn tượng gì với tên này người ở phương đông mà khiến giang hải nhớ đến cũng chẳng có mấy người chu khải nói tên liên thiệu này cũng không đơn giản đâu xuất thân danh môn cũng khá có tiếng tăm có tiếng Tôi không có thời gian chơi đùa với mấy tên mua danh bán tiếng. Nói xong, Giang Hải đi về hướng cầu thang bộ, từ khi Cố Uyển Như hạ lệnh cấm hút thuốc, mỗi khi Giang Hải thèm đều chạy đến đó hút hai điếu, dù sao thì cũng không ai đi cầu thang bộ cả. Ít nhất là Cố Uyển Như sẽ không đi, cho dù bị nhân viên nhìn thấy thì họ cũng sẽ coi như không thấy, nên chẳng sao cả. Giang Hải lấy ra một điếu thuốc. Chu Khải chạy ra cũng lấy ra một điếu thuốc, châm lửa rồi cũng châm giúp Giang Hải anh Giang, chuyện này đã loạn tới mức như vậy rồi, cả hai giới đều đã biết cả rồi. Giang Hải hỏi, sao lại nói như thế? Gã ta có thể khiêu chiến, thì Giang Hải đương nhiên cũng có thể từ chối. Nếu anh không nhận lời thì chẳng phải là sợ liên thiệu hay sao? Tên liên thiệu này rất muốn tiến vào thế giới ngầm của tỉnh Hải Đông, chắc anh không biết, tỉnh Hải Đông hiện giờ giống như vùng đất trống vậy, ai có thể đi vào thì nó là của người đó, nên giờ có rất nhiều kẻ đang nhắm nhe, không nhăm nhe mới là lạ, thế giới ngầm của tỉnh Hải Đông bây giờ giống như một vũng nước đục, Giang Hải không ăn cũng không cho phép kẻ khác ăn được. Anh rất bá đạo, rất ngang tàng. Tất cả mọi người đều đang nhìn chằm chằm, lần này không chỉ đại diện cho anh, mà còn đại diện cho thể diện của tập đoàn Uyển Như nữa. Giang Hải đã hiểu, nếu không chấp nhận thư khiêu chiến, thì Giang Hải chính là sợ tới lúc đó còn kéo đến nhiều chuyện phiến toái hơn. Hiện giờ, tùy tiền thưởng đã lên tới 500 triệu, nhưng không một ai dám ra tay, bởi vì không ai biết Giang Hải mạnh như thế nào. Tiền thì ai chẳng muốn kiếm, những cao thủ thật sự đều đang cẩn thận sợ, mất mạng vô ích. Lúc này đây không chỉ là đấu võ, mà đối phương còn muốn thăm dò thực lực đích thực của Giang Hải. Nếu thắng thì Liên Thiệu sẽ giả vờ là, lỡ tay, giết được Giang Hải, nhẹ nhàng nẫng được 500 triệu kia. Nếu thua, cũng coi như là biết được thực lực của Giang Hải, vẫn có được một đánh giá sơ bộ dù thế nào thì liên thiệu cũng đều có hơi, còn những người khác thì vẫn là ôm thái độ nước đôi, vẫn hợp tác cùng tập đoàn uyển như, nhưng lại rất thong thả không vội vàng, vô cùng cẩn thận. trong lòng giang hải cũng biết bọn họ là đang sợ, dù sao tập đoàn uyển như với nhà họ doãn ở danh quật như nước với lửa, ai mà biết được ngày nào đó giang hải chết thì tập đoàn uyển như cũng trở thành họ doãn. nếu giang hải thắng cũng là giúp cho các đối tác được yên tâm hơn xem ra này bức thư khiêu chiến này tôi không thể không nhận nhà một hơi khói giang hải cười lạnh cái này là cậu nhận được hay là tần hiên cái này chu khải gái đầu cười là anh hiên đưa cho tôi giang hải vừa nhìn đã biết dù sao thì ở bên ngoài danh tiếng của tần hiên cũng cao hơn chu khả những tin tức về giang hải cũng là do tần hiên thay mặt giải quyết nghiễm nhiên tần hiên chính là người phát ngôn của giang hải việc khiêu chiến tôi có thể nhận. Nhưng, vừa phân cao thấp, vừa quyết sinh tử luôn. Nếu anh ta dám đến thì coi như là tự tìm đường chết. Giang Hải hừ lạnh một tiếng, đôi mắt chợt lóe lên sát ý. Nếu bây giờ không làm căng, thì sau này phiền phức sẽ càng nhiều. Hôm nay một người tới khiêu chiến, ngày mai lại có 10 người. Giết đi rồi, Giang Hải sẽ không cần bận tâm nữa, mọi người và cả tập đoàn Uyển như cũng sẽ an toàn hơn. Nếu không giết, chỉ sợ Giang Hải có mệt chết cũng không nhận hết đống thư khiêu chiến. Bọn chó mèo cũng sẽ tìm đến thành phố Giang Tư mất. Giang Hải lười không đánh, người ta sẽ nói Giang Hải sợ. Trên đời này, thứ có thể giết người mạnh nhất, không phải là vũ khí, mà là miệng lưỡi thế gian. Giang Hải không cần để ý, nhưng Cố Huyền Như để ý, tập đoàn Uyển Như để ý. Chỉ có cách dùng máu để tế trời thì mới có thể khiến bọn họ trùng bước. Vừa nghe tin Giang Hải tiếp nhận Chu Khải vội vàng không ngừng gật đầu, lập tức cười ha ha hí hửng rời đi. Hút xong thuốc, Giang Hải lại đi dạo một lúc, người người áo, xác định không còn mùi thuốc lá mới trở về tiếp tục uống trà. Anh rung đùi, thở dài, xem ra phải bỏ thuốc thôi. Giang Hải nhận thư khiêu chiến, giống như một cơn gió thổi qua cánh đồng yên ả, tin tức được truyền đi rất nhanh khắp tỉnh Hải Đông, nên ở danh quận tin này cũng trở thành tin hot. Người của danh quận không ai là không biết Giang Hải, vì anh chính là người được treo giải lấy đầu, giờ lại thêm cả việc anh nhận bức thư khiêu chiến của Liên Thiệu, nên danh tiếng của anh càng lớn. Mấy ngày liền, Liên Thiệu của danh quận cũng không có tin tức. Giang Hải biết tên này đang sợ chết. Nhận được tin này, Doãn Thư điên cuồng cười không ngừng, vẻ mặt vô cùng dữ tợn. Vừa phân cao thấp, vừa quyết sinh tử. Giang Hải là muốn chết à? Không ngờ rằng có những kẻ chỉ là một con dẹp ai cũng muốn giết, nhưng lại dám ngông cuồng như vậy. Giờ phút này, ở danh quật, vẻ mặt của Liên Thiệu rất nghiêm trọng, gã ta đang ngồi đối diện với Doãn Thư. Trong khoảng thời gian này, đã mây mưa cùng với không biết bao nhiêu người đàn ông rồi, Doãn Thư đã từ một cô tiểu thư danh giá, đã biến thành một dâm phụ. Quả thực cô ta giống như đã thay ra đổi thịt vậy. Càng ngày càng dung tục, quần áo càng ngày càng hở, cổ áo cũng càng ngày càng thấp, ngay cả quần cũng càng ngắn, chỉ cần động tác mạnh một chút là có thể nhìn thấy được phong cảnh hữu tình, khiến cho bọn đàn ông suy nghĩ mơ màng. Anh Liên cũng sợ sao? Doãn thư cười duyên dáng. chương 238 Liên thiệu khẽ nhíu mày, trong lòng âm thầm mắng, trước đây không nhận ra, loại đàn bà như cô ta, hóa ra lại phóng đáng như vậy. Không phải tôi sợ, xử lý một tên Giang Hải chỉ là chuyện vặt mà thôi, nhưng cái giá này. 500 triệu, chẳng lẽ anh còn chê ít sao? Doãn thư cười nhạo, ánh mắt có chút xem thường cô ta đương nhiên biết Liên Thiệu không phải là đối thủ của Giang Hải. Ở trong mắt cô ta, Liên Thiệu chỉ là là một kẻ bất tài mà thôi. Nhưng ở trong đám võ giả, anh ta vẫn có chút sức chiến đấu. Dù sao Giang Hải cũng là một cổ võ giả. Khác biệt giữa bọn họ còn xa với hơn giữa trời và đất, như voi và kiến. Trông cậy vào việc Liên Thiệu thắng được Giang Hải thì đúng là nằm mơ giữa ban ngày. Cái doãn thư nhìn chúng chính là thân phận của Liên Thiệu sau lưng liên thiệu là nhà họ liên, một võ giả thế gia có thực lực không thể khinh thường được. Mấu chốt chính là sau lưng của nhà họ liên, chính là cổ võ thế gia của Tây Cảnh. Ngũ cốc thế gia người thường không thể trêu chọc được. Liên thiệu do dự, 500 triệu đúng là con số có thể khiến con người ta thèm nhỏ rãi, nhưng với địa vị của anh ta thì không thể hành động bất cần được. Không có gì quan trọng hơn sinh mệnh cả. Nếu bị chết dưới tay Giang Hải, thì đúng là mất nhiều hơn được. Doãn thư hất cằm, cười duyên nói, nếu 500 triệu không thể khiến anh hài lòng, thế, 30 tỷ thì sao? 30 tỷ, liên thiệu kích động nhướng mày, con số này đúng là có thể khiến con người ta điên cuồng. Nếu thực sự là 30 tỷ thì cần gì phải tỷ võ, chỉ cần triệu tập mấy cao thủ đi đến thành phố Giang Tư, trực tiếp giết Giang Hải không phải là được rồi sao? Cô thật sự chịu bỏ ra 30 tỷ sao? Liên thiệu nheo hai mắt lại, trong lòng âm thầm tính toán. Doãn Thư nghiêm mặt nói, tôi đã nói số nào là số đó, lời nói của tôi chính là quyết định. Chẳng qua, đương nhiên Doãn Thư cũng có điều kiện. Chẳng qua cái gì? Chẳng qua nếu anh cầm 30 tỷ này thì tôi phải nhìn thấy đầu Giang Hải. Tôi mà không thấy được thì số tiền đó không ai được động vào. Nếu ngay cả anh cũng không có khả năng thắng được Giang Hải thì nhà họ Doãn của tôi làm sao dám bỏ ra một cái giá lớn như vậy? Doãn Thư nói rất đúng cái cô ta mua chính là đầu của Giang Hải, chứ không phải là đầu của Liên Thiệu. Nếu thua thì anh ta phải chết. Nếu Liên Thiệu chết, thì Doãn Thư sẽ không phải tốn một xu nào. Liên Thiệu cúi đầu trầm ngâm, anh ta đang lâm vào tình trạng tiến thoái lưỡng nan. Cuối cùng, Liên Thiệu chậm rãi ngẩng đầu, vẻ mặt rất kiên quyết. Vì 30 tỷ này, anh ta quyết định cược một phen. Lần đó Giang Hải thắng húc thiết, chẳng qua là tiểu nhân dùng ám khí, chỉ cần anh ta cẩn thận một chút, mặc thêm áo giáp ở trong, thì cho dù Giang Hải dùng ám khí cũng chẳng làm anh ta bị thương được. Tôi đồng ý. Vậy thì chúc chúng ta hợp tác vui vẻ. Doãn thư chậm rãi, vươn bàn tay nhỏ bé mềm mại như không xương ra, bắt tay với liên thiệu. Khóe miệng Doãn thư nhếch lên, bàn tay mềm mại nhẹ nhàng gãi gãi lòng bàn tay liên thiệu. Ánh mắt mê hoặc núng nịu nói, tôi ở danh quận chờ, chờ anh chiến thắng trở về. Đợi tới lúc anh mang chiến thắng về, nhất định tôi sẽ mở tiệc chúc mừng. Trong nháy mắt, lòng Liên Thiệu lại có chút bất an. Ý của Doãn Thư là ý gì, chúc mừng như thế nào, chẳng lẽ là muốn đại chiến 300 hiệp ở trên giường với anh ta sao? Trong lòng Liên Thiệu ngứa ngáy khó nhịn, vội vàng luống cuống bắt lấy bàn tay nhỏ bé của Doãn Thư. Khóe miệng gợi lên vẻ tà mị mà tươi cười. "Cô Doãn, hay là hôm nay chúng ta cứ?" Ngọn lửa ham muốn trong lòng Liên Thiệu bốc lên nhưng doãn thư lại rút tay về cô ta chính là muốn thả cho liên thiệu một chút ngon ngọt anh gấp cái gì chứ đợi tới lúc tôi nhìn thấy đầu của giang hải thì lúc đó tôi không phải là của anh sao anh mạnh mẽ như vậy muốn thế nào tôi cũng sẽ không phản kháng được mà vẻ mặt cô ta ngượng ngùng lời nói mềm mại quyến rũ trước đây doãn thư hoàn toàn khinh thường việc dùng sắc đẹp để mê hoặc lòng người nhưng bây giờ cô ta đã thông suốt rồi nhan sắc của đàn bà cũng là một loại vũ khí nếu biết lợi dụng thì nhất định sẽ là thứ vũ khí tốt nhất thật ra lúc đầu liên thiệu vẫn còn do dự nếu không phải cô ta lấy chính mình ra làm mồi nhử thì chưa chắc anh ta đã dễ dàng đáp ứng như vậy vậy cô doãn cứ chờ tin tốt từ tôi nhé tôi sẽ mau chóng đến thành phố giang tư mang đầu giang hải về rất nhanh sau đó liên thiệu đã nhận lời đề nghị của giang hải vừa phân cao thấp vừa quyết sinh tử trên núi Nam Sơn ở thành phố Giang Tư, lại chuẩn bị có thêm một ngôi mộ nữa rồi. Giang Hải đã chuẩn bị sẵn hậu sự cho anh ta ở đây. Địa điểm tỉ thí lần này đã được hẹn trước là ở núi Trấn Chính. Nơi này chính là nơi Giang Hải đã đánh bại Húc Thiết. Lúc ấy, Giang Hải chỉ cần xuất ra chiêu là Húc Thiết đã thảm bại. Những người đến xem trận đấu đó đã bỏ ra rất nhiều tiền, nhưng không ngờ, trong nháy mắt thắng thua đã rõ ràng rồi lần đó Giang Hải đã giả vờ sử dụng ám khí, nên húc thiết đã thua một cách oan uổng. Nhưng lần này Liên Thiệu nhất định sẽ không cho phép Giang Hải có cơ hội dùng ám khí để hại anh ta. Sau đó họ đã đàm phán với nhau và quyết định được ngày giờ cụ thể. Chính là ba ngày sau, Liên Thiệu đã rất mong chờ 30 tỷ kia về đến tay, còn có. Cả thân thể của cô nàng doãn thư thơm ngào ngạt kia nữa. Anh ta cũng đã từng chơi qua rất nhiều đàn bà rồi, nên cũng là một tên lõi đời. Nhưng người có địa vị như Doãn Thư, anh ta vẫn chưa có cơ hội nếm qua bao giờ. Việc khiêu chiến đã chuyển đi khắp nơi, nên không ít người theo liên thiệu đến để phô trương thanh thế. Rất nhiều người đều muốn tự mình chứng kiến Giang Hải chết thảm như thế nào. Đương nhiên cũng có không ít kẻ âm thầm chuẩn bị. Chuẩn bị chờ sau khi Giang Hải chết, sẽ tiến vào thành phố Giang Tư, tiến vào tỉnh Hải Đông, cũng muốn được chia phần từ cái bánh ngọt lớn này trong thế giới ngầm thì lại tổ chức cá cược, lợi dụng cuộc chiến giữa hai người họ để cá cược. Kim Thâu và Chu Khải lại trâu đầu vào, nhìn chằm chằm vào di động, vẻ mặt vô cùng giận dữ. Ngoé, dựa vào cái gì chứ? Kim Thâu giận dữ. Chu Khải nghiêng đầu, vuốt cằm, trong miệng phát tiếng ưm ưm giống như bị đau răng. Lần trước anh Giang đã đánh bại húc thiết, chẳng lẽ bọn chúng vẫn chưa biết sự lợi hại của anh Giang sao? số người đặt cược liên thiệu thắng rất lớn cho nên tỷ lệ ăn khi thắng cược cũng nhỏ còn số người cược giang hải thắng lại rất ít nên tỷ lệ ăn khi thắng rất cao từ tỷ lệ ăn có thể thấy nhà cái coi thường giang hải thế nào thật ra cũng không phải nhà cái coi thường giang hải mà là do số người cược cho giang hải quá thấp có thể thắng sao hiện giờ chẳng ai dám khẳng định giang hải có thể thắng cả thắng được húc thiết chỉ với một chiêu ư chỉ có thể là giang hải đã dùng ám khí nhưng liên thiệu lại khác anh ta đã từng đánh với rất nhiều cao thủ rồi anh ta chưa bao giờ biết thua là gì nhà cái đương nhiên đã suy tính kỹ càng rồi thì mới dám đưa ra tỷ lệ đặt cược như vậy cho nên tất cả mọi người đều nghĩ lần này giang hải chết chắc rồi rất nhiều người vui vẻ hơn nữa còn có người đã tính sẵn tiền thắng cược được bao nhiêu giang hải nhất định sẽ thua dưới tay liên thiệu buồn cười nhất chính là việc cược sinh tử là do giang hải đề nghị đây không phải là tự mình tìm chết sao ngông cuồng giang hải quá ngông cuồng ở thành phố giang thanh hoành thiên giai lắc lắc ly rượu vang trong tay khóe miệng hơi gợi lên thật sự không biết sống chết là gì lúc này cho dù là ông lớn kia muốn bảo vệ mày thì mày cũng không sống nổi thật sự là đúng với câu nói muốn hủy diệt một người đầu tiên phải khiến cho anh ta tự mãn về chính mình trước giang hải đã ngông cuồng tới cực hạn rồi ngay cả việc cược Giang Hải Thắng cũng chẳng mấy người cược. Tỷ lệ cao như vậy mà không thể thu hút được người ta đặt cược. Mua Giang Hải Thắng thì chẳng phải là vứt tiền ra cửa sổ sao? Cậu đi sắp xếp một chút, tôi muốn đến thành phố Giang Tư một chuyến. Hoành Thiên giai từ từ nhắm mắt lại, cấp dưới lập tức đáp lời rồi rời đi. Ở rất nhiều nơi khác cũng đều chuẩn bị giống vậy. Hoãn việc của hai ngày nay lại, tôi muốn đi thành phố Giang Tư một chuyến. Ba ngày sau, tôi muốn đến thành phố Giang Tư, tận mắt nhìn thấy Giang Hải chết. Ngay cả nhà họ Triệu ở phương Bắc cũng nghe được. Lúc này mặt Triệu Thái Nhiên đen xì, si, rất đáng sợ. Trong tay đang lần một chàng hạt. Tôi cũng rất muốn nhìn thấy, kẻ đánh bại được húc thiết sẽ chết như thế nào. Duy chỉ có mỗi húc thiết, nghe được tin tức này thì chỉ khẽ nhíu mày, chậm rãi nhắm mắt lại, không nói lời nào. Chỉ có húc thiết, người đã từng giao chiến với Giang Hải mới biết được, Giang Hải đáng sợ tới mức nào, nên nghe được tin này, ông ta chỉ thấy buồn cười. Ông ta cũng không ngờ rằng bản thân có thể còn sống mà rời khỏi thành phố Giang Tư. Như vậy Giang Hải đã rất nhân từ rồi. Sau khi đánh một trận cùng Giang Hải, thì công sức tu luyện cả đời của ông ta coi như là tan thành mây khói, có thể nói là mất nửa cái mạng. Sau khi về đến nhà họ Triệu, Quốc Thiết đã muốn rời khỏi nhà họ Triệu, Quy ẩn, không bao giờ tranh đấu cùng người khác nữa điều quan trọng nhất bây giờ là trước kia những kẻ mà ông ta luôn coi thường ấy thế mà bây giờ đều có thể dễ dàng đánh được ông ta một con sư tử bệnh nặng đương nhiên không thể đánh được một đàn chó săn không ngờ giang hải lại không nói thêm gì về cuộc đấu của hai người không ai biết kinh mạch của ông ta đã bị đứt nhà họ triệu cũng muốn giữ lại húc thiết giờ phút này vẫn còn rất ít người biết một cánh tay của húc thiết chẳng khác gì đã bị phế đi mặc dù kinh mạch đã bị đứt nhưng bình thường thì không thấy gì khác thường, đương nhiên cũng không thể đánh nhau được, nếu không sẽ bị lòi ra. Một khi có người biết húc thiết đã bị phế, đối với nhà họ triệu, đối với húc thiết, đều là đả kích rất lớn. Hiện giờ, húc thiết chỉ có thể giả vờ bế quan, giả vờ trở nên thần bí. Trở thành một kẻ có danh có tiếng. Nhà họ bạch ở phương Bắc. Sắc mặt bạch Lý Hưng âm trầm, nghe người dưới nói đến tin tức này thì mặt không hề thay đổi chuyện này nhất định không thể để ra chủ biết hiểu chưa nếu có người không giữ được miệng thì cũng không cần phải giữ lại lưỡi nữa đâu bệnh của bạch hùng đã rất nguy kịch rồi còn có thể sống được bao lâu chỉ có thể dựa vào việc bao giờ thì ông trời muốn mang ông ta đi bạch lý hưng biết bối cảnh của liên thiệu phía sau anh ta là võ giả thế gia nhưng phía sau võ giả thế gia lại là cổ võ thế gia nếu trở thành kẻ địch của cổ võ thế gia thì cho dù Giang Hải là đế vương đi chăng nữa, cũng sẽ gặp không ít phiền phức. Mà, những ân oái này đã vượt ra ngoài khả năng can thiệp của nhà họ Bạch, nếu tùy tiện can thiệp vào thì chỉ có thể mang tới rắc rối cho nhà họ Bạch. Hít một hơi thật sâu, mặt của Bạch Lý Hương dần lộ ra vẻ tươi cười. Mẹ của Giang Hải chắc cũng không thể ngờ được, cháu có thể có khí phách như vậy. Chị ấy ở dưới cửu tuyền, cũng có thể yên lòng rồi. Ông thần, một người làm đi đến báo cáo, sắc mặt cổ quái nói không nên lời đây là lệnh mà bạch lý hưng ban xuống những tin tức có liên quan đến giang hải nhất định phải báo cho ông trước mỗi ngày bạch hùng đều phải nghe được tình hình mới nhất của giang hải đấy là sự ái náy và hối hận của một người cha đã sắp chết là ông ta ông tê muốn giúp giang hải làm gì đó nhưng lại phát hiện ra những gì nhà họ bạch có giang hải cũng có nhà họ bạch không có giang hải cũng có đối với giang hải thì nhà họ Bạch còn không được tính là nhà giàu. Chuyện gì? Cậu Hải, cậu ấy. Cậu Hải đã thông báo, những ai muốn tới núi Trấn Chính xem cuộc chiến, thì phải đặt chỗ. Còn lập ra một trang web, để đặt chỗ trước ạ. À? chương 239 Lúc đầu Bạch Lý Hưng rất sừng sốt, sau đó lại nhớ lại cuộc so tài của Giang Hải và húc thiết lúc trước. Lắc đầu cười, tên nhóc này, lúc nào cũng thích bày ra mấy trò tiểu xảo này nhưng tin tức của Giang Hải rất nhanh đã được truyền ra. Đậu ngoé, vé vào cửa xem trận đấu là 5 triệu. Cậu ta điên rồi hay sao? Vốn rất nhiều người muốn đi nhưng vừa nghe tới cái giá đó thì đã trợn mắt, miệng há to đến mức có thể nhét vừa cả quả trứng gà. Đúng là điên rồi, thật sự là điên rồi. Cậu ta nghĩ cậu ta là ai, sắp chết rồi mà còn muốn ăn tiền nữa. Ở danh quận, những người có ý định tới thành phố Giang Tư để xem trận đấu, và cả những người từng nghe tới thanh danh của Liên Thiệu mà đến cũng bị dọa cho á khẩu. Một tấm vé vào của mà giá 5 triệu, thì tao không thèm đi. Quá đắt, tên Giang Hải này là đang muốn bán mạng để kiếm tiền à. Ngay trên đầu trang web có một dòng chữ vô cùng nổi bật được viết bằng phông chữ to nhất, giá cả rõ ràng, không lừa gạt, ghế hạng nhất giá 5 triệu. Còn về việc ghế hạng 2 giá bao nhiêu thì không ai biết được. Có lẽ Giang Hải sẽ không thiết kế ghế hạng 2 đâu. Những người từng xem trận chiến giữa Giang Hải và Húc Thiết thấy dòng chữ kia thì không nhịn được nhếch miệng cười. Ghế hạng nhất, chắc chỉ là mấy tảng đá trên núi thôi. Trên tảng đá sẽ tùy tiện để một cái đệm, chắc đấy chính là cái mà anh ta gọi là ghế VIP độc quyền. Nhưng nói đi nói lại thì ngồi trên đá đúng là vẫn VIP hơn là phải ngồi dưới đất. Nhưng lần này họ đã rút kinh nghiệm rồi, lần trước đã có bài học tiền gửi xe, tiền vé, nên lần này những người có ý định đi xem cũng ít hẳn bỏ ra 5 triệu mua vé vào cửa, tới nơi rồi anh ta hết 2 triệu tệ vé gửi xe nữa, tới lúc đó chẳng nhẽ lại không gửi xe mà quay về chắc. Không bỏ tiền ra thì bỏ phí 5 triệu kia chắc. Bỏ tiền ra gửi xe, lại phải thêm tiền lộ phí lên núi, lúc đó không trả không được. Không trả thì lại bỏ phí 7 triệu. Giang Hải lúc ấy đúng là như bắt cua trong lỗ. Đương nhiên việc Giang Hải mở miệng đòi 5 triệu cũng khiến cho rất nhiều người phải kinh ngạc đúng như lời của giang hải từng nói anh chỉ phục vụ những khách hàng cao cấp thôi những người thật sự có tiền thì sẽ chẳng quan tâm đến vé vào của là bao nhiêu đã mua thì phải mua thứ đắt nhất đã dùng thì sẽ dùng thứ tốt nhất chu khải nói không nên mở phần bình luận của trang web làm gì trong phần bình luận sẽ chẳng ai nói tốt về giang hải đâu dù sao thì những người trên mạng đều không cần để tên thật nên chửi giang hải rất ác liệt tha hồ thể hiện mình Chu Khải và Kim Thâu đều tức giận, nhịn không được cũng nói mấy câu. Nhưng lập tức, đám người kia đã nhắm vào bọn họ, chửi ra toàn là những câu thô tục, lôi cả tổ tông tám đời của hai người họ ra để chửi, suýt nữa thì khiến hai người họ tức chết. Có người còn nhắn lại, nếu Giang Hải dám cắt cái đó đi, thì anh ta sẽ đồng ý bỏ ra 5 triệu. Ngay lập tức ở phía dưới ý kiến đó đã có rất nhiều người bình luận. Có người nói Giang Hải không có cái đó, còn được rất nhiều người đồng tình ngay cả khi giang hải nhìn thấy thì cũng chỉ biết cười trừ mấy ông anh hùng bàn phím đúng là không thể coi thường được tại quán cà phê ở dưới khách sạn chu khải cùng giang hải đi vào trận đấu này anh không được đi ánh mắt uyển thuần u buồn vẻ mặt nghiêm nghị cô ta lo lắng lo lắng cho sự an toàn của giang hải hai ngày nay uyển thuần đã điều tra về liên thiệu mới đầu uyển thuần không biết gì nhưng đến khi điều tra thì mới phát hiện ra bối cảnh sau lưng của liên thiệu. Giết một tên liên thiệu thì rất dễ dàng, nhưng sau việc này chắc chắn sẽ dẫn tới đại họa. Bối cảnh đó chính là cổ võ thế gia đó. Tôi có đi hay không, chẳng có liên quan gì đến người ngoài cả. Từ trước tới giờ, Giang Hải chưa bao giờ hòa nhã với Uyển Thuần, giọng nói của cô ta nghe giống như giọng của cố Uyển Như, lúc trách mắng còn khiến người ta cảm thấy đau lòng. Hai người họ còn chẳng được tính là bạn bình thường nữa giang hải không hiểu rốt cuộc là cô ta muốn làm gì cô ta thực sự thích anh sao diễn cũng giống đấy nhưng giang hải nghĩ mãi không ra rốt cuộc mục đích của uyển thuần là gì anh có biết người đứng sau lưng của liên thiệu là ai không anh không động vào nhà họ liên được đâu uyển thuần rất sốt ruột cô ta không thể trơ mắt nhìn giang hải tự mình nhảy vào hố lửa được rốt cuộc cô muốn làm gì giang hải híp mắt nhìn kỹ uyển thuần từ trên xuống dưới lúc mới đầu cô ta vào thành phố giang tư là muốn nhắm vào tập đoàn uyển như nhưng giang hải lại không thể ngờ được từ lúc nào cô ta đã đổi mục tiêu sang anh rồi giang hải cảm thấy bản thân mình giống như đường tăng vậy cứ làm như ăn thịt anh hay là được cùng anh thì sẽ thành tiên vậy uyển thuần tuy là đẹp nghiêm nước nghiêm thành nhưng đối với anh thì cũng chỉ là một khối thịt biết chuyển động mà thôi em không muốn làm gì uyển thuần nhân mặt mắt dần dần ánh lên ngấn nước nhìn chằm chằm giang hải Giang Hải, thật sự là có trái tim làm bằng sắt đá à? Cô ta đối với anh tốt như vậy, mà anh lại không cảm nhận được sao? Uyển Thuần không cầu mong bây giờ Giang Hải có thể chấp nhận mình, cô ta chỉ cần Giang Hải có thể đối tốt với cô ta một chút, ít nhất cũng cho cô ta cảm thấy khoảng cách giữa hai người được rút ngắn thôi cũng được. Nhưng Uyển Thuần phát hiện ra, dù cô ta có cố gắng như thế nào đi chăng nữa, thì Giang Hải vẫn cứ dùng gương mặt lạnh lùng nhìn cô ta cô ta còn cảm thấy có lẽ trái tim của anh được làm bằng băng đúng vậy trong lòng của giang hải chỉ có một mình cố uyển như không thể có thêm bất cứ người nào khác lúc này hai mắt của giang hải dương lên khóe miệng chậm rãi nhếch lên nở một nụ cười nhưng trong ánh mắt lại tràn ngập sát khí lúc đầu ánh mắt của anh hướng về phía quầy ba nơi đó có hai người áo đen đi tới mỗi bước chân của họ đều rất ổn định sải chân như là dùng thước mà đo đều tăm tắp thậm chí động tác đánh tay của họ cũng có chút kỳ quái cả người họ đều không hề lộ ra một chút sơ hở nào dù có bị ai đó đánh lén ở bất kỳ hướng nào họ đều có thể dễ dàng đánh trả được giang hải ngay lập tức nghĩ đến một chữ lính hơn nữa hai người này chắc chắn không phải là lính bình thường vốn dĩ hai người họ cũng không đáng để giang hải để ý đến kể cả là sau này thực lực của họ sẽ còn tiến hơn nữa thì cũng chẳng đáng để giang hải nhìn tới nhưng trong hai người đó có một người đàn ông cao gầy, cả người toát ra sát khí, ánh mắt anh ta chứa đầy thù hận nhìn Giang Hải. Giang Hải nghĩ nghĩ, xác định bản thân mình chưa từng gặp qua hai người họ. Quả nhiên vẫn có kẻ không chịu an phận, 500 triệu đúng là một con số có thể khiến con người ta điên cuồng. Giang Hải nghĩ, hai người này chắc là vì 500 triệu kia mới chạy đến thành phố Giang Tư. Lúc trước, Giang Hải cũng đã từng nói, chỉ cần có người dám đến thì sẽ chuẩn bị sẵn cho kẻ đó một phần mộ ở núi Nam Sơn. Trước khi anh và Liên Tiệu giao đấu, thì hai người này lại đến thành phố Giang Tư chặn trước. Nếu Giang Hải chết trong tay họ, thì 500 triệu kia sẽ là của họ rồi. Hai gã áo đen ngồi cách đó không xa, không hề che giấu nhìn về hướng Giang Hải. Lúc này, Chu Khải cũng phát hiện ra có gì đó không đúng, ánh mắt đang âm thầm nhìn Uyển Thuần, chuyển sang nhìn về phía hai gã áo đen anh ta cảm thấy hai gã này rất nguy hiểm chu khải từng gặp qua rất nhiều cao thủ nhưng đây là lần đầu tiên anh ta cảm thấy sát khí mãnh liệt như vậy áo đen bình thường vẻ mặt âm trầm động tác bình tĩnh mọi thứ đều bình thường nhưng lại khiến cho tim người khác phải đập nhanh mày chính là giang hải người kia nói giọng hơi đớt giang hải nhíu mày có cảm giác hơi quen quen mày chọn chỗ này đúng là rất tốt giang hải nhìn quanh phàm phía trong quán cà phê không có một bóng người, chỉ có một khúc nhạc dương cầm chầm chậm được phát. Nếu có đánh nhau ở trong này, cho dù tiếng động có lớn, nhưng vẫn có thể im lặng giết người mà không ai chú ý đến. Là do mày đã lấy mạng của em hai em 3 của tao. Em 2 em 3? Em hai em 3 của anh ta là ai? Ngược lại, Giang Hải chợt nghĩ đến một người, chẳng trách anh lại cảm thấy giọng nói của gã áo đen đó hơi quen tai. Mày là Hồng Đại Lão. Ma Lão Tam, tiểu hổ, ma lão nhị. Đều là do Giang Hải giết. Hồng đại lão nhe răng cười, cổ tay run lên, lấy ra từ trong chiếc áo đen của mình một khẩu súng. Nhắm thẳng vào Giang Hải, không chút do dự bóp cò. Lần này gã ta từ thiên lương trở về, mục đích chính là để xử lý Giang Hải, chứ không phải vì 500 triệu kia. Nhưng nếu giết Giang Hải mà được 500 triệu, thì đương nhiên là một công đôi việc rồi. Không, Uyển Thuần đột nhiên nhảy ra, hét lên một tiếng. Giang Hải có thể dễ dàng trốn thoát khỏi mấy tên bắn lén mà chẳng hề bị thương tí nào, huống hồ trong tình huống này anh có thừa thời gian để phản ứng. Nhưng Giang Hải không ngờ, Uyển Thuần ở phía sau đột nhiên lại hét lên. Hơn nữa cô ta lại đứng ra đỡ đạn cho Giang Hải. Bằng, tiếng súng vang lên, viên đạn găm vào vai của Uyển Thuần, trên vai cô ta bắt đầu chảy máu. Thân thể Giang Hải đã chuyển động tránh sang một bên rồi. Sắc mặt anh chợt trầm xuống. Phương Đông từ trước đến nay đều cấm dùng súng. Nếu ai dám làm trái quy định này, thì cho dù người đó là ai đi chăng nữa, cũng nhất định sẽ bị xử tử. Nếu có người dám dùng súng, thì đấy chính là hành động uy hiếp đến quy tắc của hoàng tộc, vì vậy, chỉ có hoàng tộc mới được dùng súng. Mày, muốn chết." Giang Hải nghiến răng nói. "Tao sẽ tiến mày lên đường." Khóe miệng anh hơi gợi lên họng súng của hồng đại lão vẫn chĩa vào uyển thuần chính mắt nhìn thấy người phụ nữ của mình chết chắc là trong lòng rất khó chịu phải không tao muốn mày cảm nhận được đau mất đi người thân của mình nói xong hồng đại lão lại bóp cò súng bằng uyển thuần chết hay không giang hải chẳng quan tâm trong mắt của anh chỉ có một mục tiêu là hồng đại lão ở phương đông tiếng súng đại diện cho người chết kể cả lúc súng bắn ra có chết người hay không thì chỉ cần tiếng súng vang lên thì nhất định phải có người chết. Đây chính là luật mà tất cả những người ở phương Đông phải tuân thủ. Trong khoảnh khắc ấy, đôi mắt của Uyển Thuần lại nhìn chằm chằm Giang Hải. Cô ta thấy Giang Hải xông về phía Hồng Đại Lão, tốc độ của anh nhanh tới mức cô ta không kịp thấy rõ. Nhưng Uyển Thuần cũng nhìn thấy, lúc mình bị thương, ánh mắt của Giang Hải không hề nhìn cô ta, vẻ mặt của anh chỉ lạnh nhạt và thờ ơ. Tim của cô ta rất đau uyển thuần giật mình hiểu ra tình cảm của cô ta sẽ chẳng bao giờ được anh đáp trả uyển thuần lại một lần nữa muốn thứ không thuộc về mình nước mắt cô ta rơi lã chã không phải đau vì vết thương mà là đau lòng dù cô ta có xinh đẹp như thế nào thì trong mắt của giang hải cô ta cũng chỉ là một bộ xương mà thôi dù cô ta có đẹp nghiêng nước nghiêng thành thì cả đời này cũng sẽ chẳng có người đàn ông nào thật lòng yêu cô ta giang hải xuất hiện ở trước mặt hồng đại lão lúc này họng súng vẫn còn bốc lên một làn khói mờ anh đưa tay ra bóp chặt yết hầu của hồng đại lão từ từ nhấc lên ở phương đông mà mày cũng dám dùng súng cho nên lúc này người phải chết là mày đấy đồng tử của hồng đại lão trong nháy mắt đã mất đi tiêu cự một âm thanh vang giòn vang lên xương cổ gã ta vỡ nát trong ánh mắt còn tràn ngập sự khó tin sao giang hải có thể nhanh như vậy Hồng đại lão chỉ mới bóp được cò súng mà Giang Hải đã giết được ông ta. Hồng đại lão đột nhiên hiểu được, có súng không có nghĩa là bách chiến bách thắng. Nếu như gặp cao thủ thật sự thì sẽ chẳng làm được gì. Lúc này tính mạng của Hồng đại lão cũng đã hết rồi, gã ta trừng lớn hai mắt, trong ánh mắt vẫn còn lưu lại những lưu luyến với thế gian. Bên kia, Uyển Thuần đã chuẩn bị tinh thần, nhắm mắt nhận lấy cái chết. Nhưng sau khi tiếng súng vang lên, Uyển Thuần lại phát hiện có một thân người khỏe mạnh che ở trước mặt mình, viên đạn kia không đâm vào cô ta mà đâm vào ngực của người đó. Chu Khải lấy thân mình cản viên đạn cho Uyển Thuần. Anh ta còn ngây ngốc cười nhìn Uyển Thuần. Chương 240. Một người áo đen khác trong giây lát đã rút ra một khẩu súng, nhưng anh ta cũng không có cơ hội nào nữa. Giang Hải đánh một đấm vào ngực người áo đen kia một cái, khiến nội tạng của tên đó dập nát, bay ngược ra ngoài ánh mắt giang hải lạnh như băng nhìn hai thi thể lấy di động ra chủ tịch cơ tôi đang ở ông cho người đến thu giữ hai khẩu súng ở đây đi tiện thể gọi cho tôi một chiếc xe cứu thương nhé không ngờ chỉ đi gặp uyển thuần thôi mà lại bị hồng đại lão đánh lén mà uyển thuần và chu khải lại đều bị thương giang hải cũng đã sơ ý nhìn thân thể của đối phương cũng xác định đối phương đã từng làm lính nên nghĩ ra rất có khả năng cũng là một người biết chơi súng vai của huyền thuần bị trúng đạn, hơn nữa ngực của Chu Khải cũng bị thương. Ý thức Chu Khải dần dần mơ hồ, nhưng vẫn đang cười, anh ta vẫn dùng hết sức mình để nhìn huyền thuần. Tại sao, chấm ANS lại? Huyền thuần không thể tin được, cô ta chưa bao giờ nói chuyện với Chu Khải, sao anh ta lại đỡ đạn cho mình? Chu Khải nhìn thấy ánh mắt của huyền thuần, trong suốt, sạch sẽ, lộ ra sự quan tâm và che chở, thậm chí còn có một chút lưu luyến không rời mí mắt Chu Khải dần nặng hơn, đầu rũ xuống, ngất đi. Rất nhanh, Giang Hải đã gọi người tới, đầu tiên phải đưa hai người này đến bệnh viện chữa trị trước. Không bao lâu sau, Cố Uyển Như cũng nghe được sự việc đó, cô sợ tới mức mặt tái nhợt, lập tức gọi điện thoại cho Giang Hải, hỏi anh có bị thương không. Trở lại tập đoàn Uyển Như, vẻ mặt Cố Uyển Như trách cứ, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Em nghe nói có người dùng súng. Giang Hải nói, Chu Khải bị thương, còn có Tình hình chung thì Cố Uyển Như đã biết, nếu không phải là Uyển Thuần bị thương thì Cố Uyển Như cũng không biết chuyện nhanh như vậy. Dù sao thì Uyển Thuần cũng là đối tác quan trọng của tập đoàn Uyển Như, phạm vi của việc hợp tác rất rộng, cũng rất sâu. Giang Hải đương nhiên sẽ không nói ra thân phận của Hồng Đại lão, một kẻ đã chết thì thân phận cũng chẳng còn quan trọng nữa. Giang Hải chỉ nói là do hai tên cướp cầm súng đi ăn cướp thôi. Nói đến súng là đã đủ dọa người rồi. Cố huyền như vỗ vỗ lồng ngực đang phập phồng của mình, lại nhắc nhở Giang Hải ra ngoài phải cẩn thận. Cố huyền như muốn đến bệnh viện thăm huyền thuần, nhưng Giang Hải lại nói, giờ là buổi chiều, người ta sẽ cho em vào thăm bệnh nhân à. Cố huyền như nghĩ nghĩ, thấy cũng đúng nên lập tức từ bỏ. Giang Hải vờ như không có việc gì, tiếp tục uống trà, trong di động thì vẫn đang mở phần bình luận mà mọi người đang chửi mình ra đọc. Đối những lời này, Giang Hải cũng không tức giận, chỉ có những kẻ nhát gan mới ở trên mạng chửi mắng người khác. Trạng vạng, cố huyền như xoay xoay cổ, vươn vai, thở dài thật mạnh. Hôm nay không cần tăng ca, cuối cùng cũng xử lý xong rồi. Giang Hải quyết định rồi, cố huyền như phải có thêm ba trợ lý. Dù không phải là thiên tài nhưng họ nhất định phải là người vừa có tài vừa có đức. Đến khi ba người đó quen việc thì áp lực của cố huyền như cũng sẽ được giảm bớt. Chồng ơi! Lúc này, Giang Hải đang gã tay lên chán, hai mắt nhắm nghiền như đã ngủ. Đợi ở trong phòng làm việc như vậy rất chán. "Chồng ơi." "Ừm." Giang Hải chợt tỉnh, vẻ mặt mờ mịt. Cố Uyển Như bật cười, mặt ửng đỏ, "Em xong việc rồi, tan làm thôi." Giang Hải nhất thời còn chưa hồi hồn, mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, hôm nay trời còn chưa tối đã về, không giống bình thường tí nào. Trong bệnh viện, Uyển Thuần và Chu Khải đều bị súng làm bị thương, ở chung cùng một phòng bệnh với thân phận của uyển thuần đương nhiên phòng bệnh của cô ta cũng là phòng đơn xa hoa nhưng cô ta lại chủ động yêu cầu được ở chung phòng với chu khải sau hơn một tiếng phẫu thuật chu khải đã được đẩy vào phòng bệnh cũng may vết thương của anh ta không quá nặng không bị thương đến khí quản mạng của anh ta đúng là quá lớn mà thuốc gây mê còn chưa hết tác dụng chu khải vẫn còn đang ngủ say kim thâu dẫn theo mấy anh em chăm sóc anh ta rất cẩn thận kim thâu hiện tại đang bị thương cánh tay vẫn còn phải treo trước ngực cho nên chỉ có thể đứng chỉ đạo mà không thể động tay được anh ta chỉ có thể hò hét sai khiến mấy anh em khác nói cho các cậu biết anh giang đã nói nếu có sơ suất gì thì cút ngay anh giang không nuôi bọn ngu đâu mấy đứa đàn em kia vội vàng vâng lời uyển tuần nằm ở giường bên cạnh nghiêng đầu nhìn chu khải khóe mắt chảy xuống một giọt nước mắt cảm động nếu không có chu khải giờ phút này cô ta đã chết rồi nhớ lại cảnh tượng kinh hoàng lúc ấy, tim huyền thuần không hề dập nhanh mà ngược lại còn cảm thấy rất may mắn. Cô ta đã biết rõ về Giang Hải, đối với người anh ấy không quan tâm, thì Giang Hải sẽ giống tảng đá vậy. Từ lúc cô ta bị nàng trúng đạn, đến tận lúc cô ta được đưa lên xe cứu thương anh đều như vậy. Giang Hải không hề nói một câu an ủi nào với Uyển Thuần, thậm chí nhìn anh cũng chẳng thèm nhìn. Uyển Thuần bị trúng đạn là do nhào tới đỡ đạn cho Giang Hải nữ sợ gả sai người nam sợ lấy nhầm vợ uyển thuần cảm thấy mình lại yêu sai người nữa rồi nhìn thấy chu khải nằm ở giường bên cạnh lòng uyển thuần dần dần cảm thấy mềm xuống một người con gái yếu đuối nên trong lòng đương nhiên sẽ rất mẫn cảm dễ mủi lòng khi có một người đàn ông đối xử tốt với cô ấy lúc đó cô ấy sẽ sẵn sàng mở lòng hơn uyển thuần thầm nghĩ mình nên tìm một người đàn ông đối xử tốt với mình đồng ý bảo vệ che chở cho mình coi tính mạng của mình còn quan trọng hơn tính mạng của người đó. Cô Uyển Thuần, Kim Thâu đi lên, cười hi hi, nếu có cần gì cô cứ sai bảo bọn nó. Đây là ý của cậu hay là ý của Giang Hải? Uyển Thuần hỏi. Là ý của anh Giang. Kim Thâu không hiểu, hơi nghi ngờ. Nhưng Uyển Thuần lại không tin lời anh ta. Giang Hải lòng dạ sắt đá. Sau một lúc lâu thì Chu Khải tỉnh lại nhỏ giọng nói, cô có sao không? chỉ với một câu nói nho nhỏ cũng khiến cho uyển thuần cảm động suýt nữa thì khóc thành tiếng tập đoàn uyển như nắm tay nhau giang hải quay sang nhìn vào mắt cố uyển như đi tới gara để xe vợ ơi hay là tối nay mình đừng về nhà ăn tối nữa để cha mẹ được thoải mái đi giang hải muốn là anh với cố uyển như sẽ đi hẹn hò với nhau một hôm tuy bọn họ mỗi ngày đều ở chung một chỗ nhưng cố uyển như lại quá bận rất ít khi có thời gian nói chuyện với anh Cố huyền như sao có thể không nhìn ra được ý đồ của Giang Hải, ánh mắt từ từ lay động, hay là mình đi tắm suối nước nóng đi. Được, Giang Hải không suy nghĩ gì lập tức đồng ý. Vừa được thân mật, vừa được ngắm dáng người tuyệt đẹp của vợ, sao anh có thể từ chối chứ? Lúc này, di động của Giang Hải vang lên, anh nhướng mày, lấy điện thoại ra, liếc mắt rồi anh lập tức nói, vợ ơi, em về văn phòng chờ anh một lúc, anh đi WC một chút. Cố huyền như lườm yêu anh một cái, đúng là chỉ được cái kiếm cớ là giỏi. Giang Hải bước nhanh vào WC rồi nghe điện thoại. Thất hồn, tình hình bên ngoài như thế nào rồi? Thất hồn nói, tình hình không lạc quan cho lắm, toàn bộ thế giới ngầm giờ đang loạn hết cả lên rồi. Họ đồn đế vương bị trọng thương, nên có rất nhiều kẻ bắt đầu dục dịch hành động. Càng có những lời đồn quá đáng hơn, Giang Hải đã bị thương không thể chữa trị được và chết rồi. Đế vương bị thương nặng, chỉ là tung hỏa mù giống như hiệu ứng cánh bướm chỉ cần tung cánh thì bọn yêu ma quỷ quái sẽ tạo thành làn sóng ầm ầm cuộn lên chia cắt địa bàn không có giang hải tổ chức đế vương như bị chia năm xẻ bảy thế giới hắc ám không có đế vương giống như rắn mất đầu mất đi người lãnh đạo trước kia tiền nhất mượn uy danh của giang hải để hạ lệch nhưng hiện giờ rất nhiều người đã âm thầm làm trái lại giang hải nheo mắt châm một điếu thuốc chậm rãi nói nói với sư huynh án binh bất động, cứ để cho bọn chúng tự tìm đường chết đi. Thất hồn trả lời, lập tức nói, đế vương, theo điều tra, thường kim hội đã phái đi một tên sát thủ, số hiệu là 32, anh ta đã tiến vào phương đông, rất có thể đã ở thành phố Giang Tư rồi. Thường kim hội, Giang Hải nói, phái sát thủ giết tôi. Thất hồn nói, theo phân tích của anh Phạm, chắc là họ muốn điều tra rõ xem đế vương là đã chết, hay chỉ là bị thương nặng. Giang Hải ừ một tiếng, cúp điện thoại, rất nhanh lại có một tin tức được truyền tới, người của Thường Kim Hội không chỉ đã tới rồi, mà còn đã va chạm với cả đàn em của anh. Anh quay lại văn phòng, đưa Cố Uyển Như đi suối nước nóng. Cố Uyển Như không chú ý đến đôi chân mày của Giang Hải hơi nhăn lại. Thường Kim Hội là một tổ chức mà Giang Hải không dám coi thường. Anh nghe nói, sát thủ của Thường Kim Hội chỉ có hai người, một nam, một nữ cho nên Thường Kim Hội luôn được coi là một tổ chức thần thánh. Thường Kim Hội chỉ mới bắt đầu xuất hiện cách đây 3 năm. Chỉ trong 3 năm ngắn ngủn, họ đã nhận rất nhiều nhiệm vụ và chưa từng thất bại. Hơn nữa, mỗi khi giết một người, họ lại để lại một con số, dần dần mọi người cũng hiểu được, con số này chính là số hiệu của họ. Thường Kim Hội căn cứ vào độ khó của nhiệm vụ mà chia mục tiêu thành 3 cấp bậc. Và Giang Hải thuộc loại cấp bậc khó nhất, số hiệu 32, có nghĩa là trước khi anh ta đến đây thì đã có 31 người khác chết dưới tay của anh ta. Tần Hiên đã sắp xếp tốt phòng nghỉ tại khu nghỉ dưỡng, anh ta cũng không vội đi mà ở lại chờ Giang Hải đến, nếu anh không sai bảo gì thì mới rời đi. Một nhân viên dẫn đường cho Cố Uyển như vào một phòng nghỉ. Mà Giang Hải lại được sắp xếp ở một chỗ khác. Anh Giang, anh muốn cái đó hả? À? Khu nghỉ dưỡng này phong cảnh tao nhã, nó chính là sản nghiệp của Hoành Độ Dương ở đây chỉ cần khách có nhu cầu thì họ đều có thể thỏa mãn nhu cầu của khách đây chính là phong cách phục vụ của họ rất nhiều người đến nơi này tuy có mang theo người nhà nhưng đều ở riêng để có thể hưởng thụ một mình giang hải ngẩng đầu nhìn về nơi cách đó không xa bên kia phong cảnh rất đẹp giang hải nhìn phương hướng của khu nghỉ dưỡng này ở chỗ sâu nhất là một tòa biệt thự độc lập đứng sừng sững giữa rừng trúc nơi đó tần hiên cười hưởng anh giang tôi sẽ đi sắp xếp ngay nói xong tần hiên nói với quản lý bên cạnh vài câu trong lòng anh thầm oán giang hải chỉ là chưa mắng thành tiếng một câu giả vờ đứng đắn biệt thự kia là nơi bí ẩn nhất trong khu nghỉ dưỡng cho nên cũng là chỗ phục vụ các dịch vụ đặc biệt nhất chuyện cụ thể là gì thì không thể miêu tả được giang hải đương nhiên biết chẳng qua là không nói thôi anh cứ để cho tần hiên sắp xếp rồi tiện chân đi vào biệt thự mỗi phòng đều có một phong cách riêng. Mỗi phòng lớn thì đều có quy mô như căn hộ. Bên ngoài là một hồ nước nóng, có thể chứa 7-8 người. Hồ nước nóng lớn đương nhiên là cũng có lý do của nó, có không ít ông chủ tới đây chơi thì đều cần không ít người hầu hạ. Bên trong, còn có một phòng ngủ, chia rõ khu khô và ướt. Phòng ngủ lớn được thiết kế thành hình thức tatami, có thể nói vừa vào đến phòng ngủ là có thể lên giường, chơi như thế nào cũng được. Mấu chốt chính là, hiệu quả cách âm của nơi này rất tốt, cho dù người ở bên trong kêu cha gọi mẹ, thì người ở ngoài cửa cũng không nghe thấy gì. Nếu là mấy ông chủ bình thường đến, đương nhiên sẽ mang theo rất nhiều mỹ nữ đến. Giang Hải thì lại khác, Tần Hiên đúng rất biết cách làm việc, dù sao thì cố huyển như vẫn đang ngâm nước nóng cách đó không xa. Cho nên anh ta đã tự mình sắp xếp cho Giang Hải một nhân viên mát xa tay nghề cao. Audio điện tử võ tấn bền